Thôi em chia sẻ tới đây thôi, nhường cho các anh chị khác chia sẻ như này, chưa nói không biết nói tới chừng nào cho hết. Thôi, rất là trân trọng biết ơn thầy và các tất cả anh chị trong gia đình mình nghe, và rất biết ơn thầy Đồng, biết ơn tri thức và biết ơn tất cả các thầy cô trong tổ chức đã tạo ra một cái cộng đồng quýt rất là tuyệt vời, giúp cho chúng ta nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầm vật trí tuệ. À, cảm ơn thầy rất là nhiều. À, biết ơn chị Bích Dạ. Phượng. Chị Phượng ơi, ở nhà chị có thường xuyên là kể cho các bạn nhỏ nhà chị nghe những cái câu chuyện không? Giống như là lúc buổi về khuya bắt đầu chị kể chuyện du các bạn ngủ á, có khi nào chị kể chuyện không? Dạ trời ơi, thầy nói cái này em có cơ hội để em chia sẻ nữa. Thầy có nghĩa là em là một huấn luyện viên yoga, thì á là mỗi buổi em đi theo cái nhắn là Anusara, có nghĩa là mỗi buổi trước khi tập thì có một thông điệp gửi đến học viên và một câu chuyện để kể cho học viên. Thì tất cả những câu chuyện mà trước đây em kể, tại vì em đã là huấn luyện viên yoga 8 năm rồi, thì kể những câu chuyện hầu như là những câu chuyện có trong quýt hết à, nhưng mà mình chưa có lúc đó chưa có vào quýt nên chưa biết. Và sau này vào quýt thì thấy những câu chuyện ôi là giống như là cùng tần số, nó hấp với nhau, có cùng tần số năng lượng nên là mình hấp thụ được và mình được vào quýt là cũng do như thế này. Nên những cái câu chuyện đó là mỗi ngày khi mà trước cái buổi tập là đều kể những câu chuyện đó, và thường kể cho con nghe về những cái bài học tâm đắc ngộ ra sau cái câu chuyện đó, những cái thông điệp mà câu chuyện gửi đến cho đó. Thì nói chung là ngày nào cũng có kể cho học viên và con nghe hết, biết là con thuộc lòng luôn, mà vừa mở miệng ra tính nói mẹ kể con câu chuyện con biết ơn mẹ. Như vậy đó. Dạ thầy, dạ, biết ơn thầy rất là nhiều. Nãy thì trong quá trình mà chị Phượng chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra thì em có quan sát phòng Zoom 1, phòng Zoom 2, em thấy các cô chú anh chị ngồi im du à. Giống như là được chị Phượng đưa đi từ buổi số 1 đến buổi 2, buổi 3, buổi 4, rồi đi từng bước như vậy, thấy mọi người ngồi im du à. Dạ rất là biết ơn cả nhà đã đón nhận. Dạ. Dạ, dạo này mà chị chia Dạ. sẻ những câu chuyện nội tâm thì chắc là sẽ hay lắm đây. Dạ, Dạ. hiện tại cũng đang ứng dụng áp dụng vào trong cái lớp đó thầy. Thì mình giống như là 5-10 phút gì đó, cái mình lồng ghép vào một tí về cái nội tâm, về ngôn thí hoặc về nhãn thí, hoặc là về những cái điều mà nói lời ánh sáng đó thầy, về nói lời thượng triều mong muốn đó, thì có đưa hết vào ở trong cái buổi tập yoga, thì được mọi người đón nhận rất là nhiều. Nên là phước báo nói chung là rất là cảm ơn tổng nghiệp đã đưa mình đến đây và cho mình một cái cơ hội để được mà lan tỏa chia sẻ. Nên là trong những cái bài chia sẻ mà của em ở trên 1.000 10.000 bài tâm đắc hộ ga, thì cuối bài thì em có một cái thông điệp là tôi học để thấu hiểu, tôi học để thấu suốt, để chuyển hóa và để lan tỏa tri thức đến mọi người. Thì lúc nào em cũng trong đầu có một cái thông điệp đó, thì cái hình ảnh của mình là mình muốn học trước tiên là mình để thấu hiểu, sau đó mình để thấu suốt, mình để chuyển hóa, và sau khi chuyển hóa thì mình mong muốn mang cái tri thức này đến lan tỏa đến mọi người. Thì đó là cái mong muốn và của em, nên là hàng ngày mỗi ngày thì em cũng như ấn dụng 6 chữ vàng: vui vẻ làm, tin tưởng làm, nhẹ nhàng thường thiên làm, dụng tâm làm. Thì cứ nhẹ nhàng như vậy mỗi ngày, cũng như thầy nói là hưởng thụ học tập, cũng không gây áp lực gì cho mình nhiều hết. Cứ mỗi ngày cứ nghe cái bài của thầy qua ghi âm, mở lên đó nghe, dù không có rảnh ngồi trực tiếp nghe nhưng cứ phát lên, thì đâu đó nó vô đầu mình lúc nào mình không hay. Thì như Dạ. vậy thầy. Ngon quá. Dạ. Thôi để Dạ. nhường cho các chị khác khác chia sẻ đi thầy, để hỏi em được có cơ hội hát, rất 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 là muốn cống hiến cái bài hát này, thấy hay quá. Đến Dạ chị. Dạ. dạ Lát nữa gặp lại chị ạ. Dạ. dạ em Xin xin chào. tắt mic nha thầy. Dạ là biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Kính xin mời anh Ngô Văn Phú ạ. Dạ alo ạ, à. Thầy có nghe được em nói không thầy? Dạ, kinh nghe được anh cô. Dạ rồi, Chào anh. lần đầu tiên em rất trân trọng biết ơn thầy đã gọi tên em.
Em cũng rất biết ơn thầy Trần Thanh Toàn cùng quý thầy cô trong ban phụng sự đã dụng tâm chia sẻ những kiến thức tuyệt quý này đến cho em cùng quý lý ở trong Dung Mạng. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Văn Phú, em sinh năm 1993, em đã có vợ và có một em bé 8 tháng. Thì công việc của em thì em ở Bình Phước đó thầy. Công việc của em thì em bán bánh mì xôi buổi sáng đó thầy. Thì trước khi mà chưa biết đánh quýt á, thì mùa hè năm vừa rồi á là em suy nghĩ là ý là bán, mà suy nghĩ là mình bán không hết là mình cứ đem đi cho, vậy là nó cứ đi theo cái dòng suy nghĩ của mình luôn á thầy. Khi mà em biết đánh quýt rồi á thì em áp lý nguyên lý thuận dòng á thầy, mình suy nghĩ tích cực lên rồi mình suy nghĩ là khách luôn luôn đến với mình, thì hiện thực nó rõ ràng luôn á thầy, là khách luôn luôn đến với mình và ngày nào em cũng bán hết trơn á. Thì em thấy đó là cái hiện thực của em mà khi mà em áp dụng mà nguyên lý thuận dòng á thầy, và em rất là tâm đắc cái nguyên lý ánh sáng á thầy. Trước khi mà mình không biết đến quýt á thì mình luôn luôn mình mong muốn cho những người xung quanh mình tốt đẹp, nhưng mà mình luôn nói những điều tiêu cực không à, bóng tối á thầy. Khi mà mình biết đến rồi á, ví dụ con mình nó bò ra ngoài giường á, mình không biết thì mình kêu con bò ra khéo té, thì bây giờ mình kêu là con ơi con đừng có bò ra để cho nó an toàn. Khi mà biết đến quýt rồi thì mình áp dụng những cái nguyên lý đó thì mình thấy nó rất là thực dụng á thầy. Đó thì để mà biết đến quýt thì em cũng biết cảm ơn nhân mạch của em là người vợ của em ạ, đã kết nối em đến với quýt ạ. Thì em mới biết đến quýt tầm 2 tháng thôi, thì em thấy đây là những cái tri thức rất là tuyệt quý, và em đặt ý là vào Mentor 6 cùng quý thầy cô để chia sẻ những cái tri thức tuyệt quý này đến với mọi người trong xã hội và để ra ngoài quốc tế luôn ạ. Và em biết ơn thầy đã dụng tâm chia sẻ những bài học rất là tuyệt quý cùng thấy quý thầy cô. Thì bài học tâm đắc của em thì em đã chia sẻ rồi ạ. Mong mọi người giữ hình giúp em ạ. Em làm mentor 6 tương lai nha mọi người. Mong mọi người giữ hình giúp em ạ. Em biết ơn mọi người đã lắng nghe ạ. Em biết ơn thầy. Trời ơi, vợ là nhân mạch. Đẹp trai quá anh Vũ. Chị có học Dạ em biết mentor ơn. không hả anh? Dạ có. À, vậy là chị đang học mentor 5 à? Em thôi à. Vậy em đặt ý vô mentor 6, mentor 7 thầy. Dạ em học trước À, dạ. thầy. Dạ. Vậy là hai vợ chồng đặt ý. À, anh thì sẽ đặt ý là sẽ vô mentor 6. Cái xong thì Dạ. chị đặt ý vô mentor 7. Dạ. Phân công vậy đó ạ. Mỗi người khóa ạ. Dạ phân công thầy ơi. Chúc mừng gia đình anh Phú. Dạ, gia Dạ. đình đồng ngôn. Mình hướng tới đồng ngôn thì mừng quá. Dạ. Biết Em biết ơn ơn anh thầy. Phú. Dạ. Dạ, biết ơn cả nhà. Em xin phép được tắt mic ạ. Dạ, biết ơn anh. Kia xin mời chị Cathy Trương. Không biết là chị Cathy Trương đã có đó chưa ạ? Chị Cathy Trương đã thuận lợi giao lưu chưa hả chị? Vậy thì Kiên xin được phép mời chị Trần Thị Bàng ạ. Dạ, em xin chào thầy, gọi tên Dạ, em. chào chị. Dạ, em xin chào cả nhà. Dạ, em xin trân trọng biết ơn thầy. Dạ, em xin trân trọng biết ơn thầy Toàn cùng các thầy cô trong tổ chức. Dạ, em xin biết ơn nhân mạch của em là cô Thu Hằng và cô Hoàng Anh Master 3 đã đưa em vào môi trường của quýt ạ. Dạ, em xin trân trọng biết ơn cả nhà lắng nghe em chia sẻ. Dạ, em xin giới thiệu em tên Trần Thị Bàng, sinh năm 1970, em 20 tuổi ạ, em ở Cần Giờ ạ. Dạ,
Em qua bài học ngày hôm qua thầy, em rất biết ơn thầy chia sẻ là mình muốn thừa kế cho thế hệ tương lai á, cho con mình đó, là trước á mình không có hiểu, mình nghĩ là mình làm cho nhiều, mình cố gắng mình làm cái thế hệ của mình đó là nó không có được biết nhiều cái tri thức, không có biết nhiều cái mình đã sống trong cái cực khổ nhiều quá, cho nên cái gì mình cũng ráng làm để dành sau này cho thế hệ mai sau. Nhưng mà khi em nghe thầy chia sẻ thầy, em thấy là rất là tuyệt quý, là cái bước một á là mình phải để cho cái thế hệ của mai sau như con cháu hay là cái những người mà mình hiểu biết á, là mình đã thấy là cái triết lý cuộc sống mà giáo dục tận gốc thế này, cái đó nó là cái đầu tiên là mình phải làm, rồi mình phải là con người là phải thấu suốt hết là cái nhân sinh đó là phải phải biết được cái triết lý mà cuộc sống, triết lý sống mà giáo dục tận gốc đó, mình phải biết được cái hết cái thấu suốt được nhân sinh, nhân duyên quả, mình biết được hết thì cái cuộc sống mình nó mới đủ đầy được. Mình phải biết được cái gốc mà mình ra, chứ không có biết được ở trên cái ngọn. Thứ hai nữa là cái mối quan hệ xã hội á, như là mình nghĩ là mình cái cuộc sống của mình á, nó ở quê á, nó kiểu như là không có tiếp xúc được với ai á, mà mình cái cuộc sống của mình thì nó phải tần số nó phải tương đồng, nhưng mà mình đâu có được tiếp cận với những người mà tri thức hay là những người mà hiểu biết á thầy. Cho nên là bây giờ đã hiểu biết được thầy chia sẻ đó là cái mối quan hệ đó là chất lượng ăn toàn cầu, là mình được vô cái môi trường trường quýt rồi thầy. Cho nên là em rất là biết ơn cả nhà, em biết được rất là nhiều ní trong Zoom là ở các khắp mọi nơi, nhưng mình muốn đi đâu là mình cũng có những người bạn rất là tốt, sống cùng mà tương đồng tần số năng lượng, đồng ngôn, đồng hành và cùng chung một cái suy nghĩ, cùng chung một cái ý thức đó. Mình thấy cảm nhận rất là vui, đi đâu cũng gặp ai cũng rất là dễ gần và rất là yêu thương với nhau. Mà mình hiểu được cái tầm quan trọng là ở đâu mình cũng có là người thân, cũng là người thân yêu của mình á thầy. Và mình biết được những cái tri thức mà nó rất là đáng quý, cái mà không biết cái thì bây giờ mình đã biết được đó thầy. Mà thứ ba nữa là cái sự nghiệp trường tồn, thì muốn mà cho cái thế hệ tương lai hay là cho chia sẻ cho bất cứ cái người nào á, thì cái sự nghiệp nó phải bền vững và nó phải chắc chắn, từ cái mình phải hiểu biết được đó là mình muốn làm sự nghiệp, mình làm giàu thì mình phải làm giàu ở cái bảy sự giàu toàn diện đó thầy. Bây giờ là nhiều lúc á mọi người cứ hỏi ủa sao mà học gì mà tới thấy gì mà học tối ngày sáng đêm mà học vậy, mà làm cái gì mà cứ kêu đi làm gì mà cũng nói là mình không có đi làm được, mà cứ nói là tôi có công việc quan trọng, công việc gì mà quan trọng dữ vậy. Em nói là hôm nay em đi học làm giàu á thầy. Em học làm giàu toàn diện, làm giàu trí tuệ, giàu phẩm chất, giàu nhân cách, giàu Tâm thể thái chất, ạ. giàu vật, giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất và giàu vật chất. Em nói là em sẽ đi già làm giàu, giàu toàn diện á thầy. Mà bây giờ coi cái phần thứ bốn nữa là tài sản không phải là tài sản vật chất nữa, mà tài sản là quý quý báu, là tài sản là là về là cái sự giàu toàn diện đó thầy. Mình cái tài sản đó là tài sản rất là quý báu, là mình phải giàu hết tất cả, cho nên là mình phải để là bốn cái sự giàu này, mà cái sự giàu là cái sự giàu mà thầy đã chỉ điểm là sự giàu thứ nhất và đến thứ hai, đến thứ ba, mà đến thứ bốn là mới là cái cuối cùng đó thầy. Hồi trước là mình không biết, mình cứ đưa từ cái bốn đi 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 xuống không à thầy. Em
em rất là tâm đắc, và em ngộ ra là mình phải cho cái tương lai của mình và hiểu biết là những cái sự giàu đó đó thầy. Và em nhận ra được là cái công thức mà thầy thầy đã chuyển giao á thầy, là bước một là mình làm công thức mà giàu vật chất á, bước một là phi vật chất hóa bản thân á, thì cái đó mình phải làm giàu cái bốn cái giàu trước. Dạ, như là giàu trí tuệ, giàu phẩm chất, giàu nhân cách, và giàu em run với thầy, em cứ lập bập hoài với thầy. Dạ, giàu giàu trí tuệ, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, dạ giàu giàu tâm thái. Không không có tài Dạ. liệu ở kế bên là chị. Dạ. Em muốn em nhớ ra để cái sự giàu đó đặng mà em ghi vô trong cái trí của em luôn á thầy. Dạ. Mà em run á, lúc mà bình thường á em chia sẻ với bạn em á, em nói thì em nói được, mà sao giờ em lên trên đây á, em run quá thầy. Dạ. 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 Cái bước hai á là làm giàu thể chất. Dạ, làm giàu thể chất thì sức mạnh, sức bền, dẻo dai, thăng bằng và tốc độ, thì cái đó là mình phải ngày nào mình cũng tập thay gân đổi cốt đó thầy. Dạ, rồi mình về thấy thay gân đổi cốt đó là mình giàu lên rồi đó thầy. Dạ, lúc trước là mình có những cái vấn nạn đó, hôm nay là mình tập cái đó nó cũng có vượt thoát được cái vấn nạn đó thầy, là làm giàu cái thể chất. Dạ. Và thứ ba nữa là nâng cao cái năng lực mà quảng bá, phối hợp dẫn dắt đó thầy. Dạ, em hiểu ra được là cái nâng cao cái năng lực quảng bá. Dạ, em cũng thường cái làm cái ở nhà em á thầy, con em nó bạn 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 nhỏ đó, nó dạy tiếng Anh đó thầy, cho nên là em thấy cái này là mình phối hợp mà mình quảng bá. Dạ, rồi mình nâng cao lên và mình nói là đó đi, là có cái môi trường như như môi trường quýt như này nè, em cũng đưa cái em hiểu biết những cái thầy đã trao truyền cho em đó, em cũng đưa qua cho bên con em á, là nói là con đưa cái giáo dục này nè vô trong cái học sinh đó. Dạ, rồi mình cái em cũng có quảng bá lên là ở đây là có học sinh bao nhiêu, rồi có thầy cô, rồi em cũng như là mấy đứa mà nó học thêm toán này nọ đó thầy, rồi cái em cũng quảng bá là ở đây là có cái môi trường, rồi mới tụ cái học sinh lại học, rồi đưa những thầy cô có chuyên môn tới dạy, rồi mình cũng có quảng bá lên, rồi cũng đưa vô cái kiến thức triết lý mà nhân sinh này vô thầy, em thấy nó hay, nó tuyệt vời lắm thầy, phụ huynh thích lắm á thầy. Dạ. Và cái bước 4 là cái bám trụ vào công cụ tạo lập giá trị thỏa lâu lớn lành đó, là em nghĩ là mình làm cái gì là nó cũng phải thỏa mãn, mà nó lâu, mà nó lớn, mà nó lành, thì muốn làm lâu lớn lành đó thì cái gì mình làm nó phải lành trước và nó vững chắc, mình làm cái gì cũng phải biết làm cái nhân duyên quả. Dạ, thì cái gì lâu cái lành đó nó lớn thì mình mới làm lâu, làm bền được, làm lớn được. Dạ, rồi cái thứ năm á là hiện thực 6 chữ vàng trong hành động á thầy, thì hàng ngày á trong cuộc sống mình làm là giống như là mình học đây á, là mình cũng như là hưởng thụ học tập, mình học mình không có phải áp lực gì hết, nhờ là lúc nào mình cũng là học mà vui vẻ mà học, rồi coi như đơn giản mà học, vui vẻ mà học, nhẹ nhàng tin tưởng mà học, nhẹ nhàng mà học, rồi thường xuyên học, dụng tâm học, thì cái học của mình á thì nó mới đưa vào cái tâm trí của mình học rồi để mình áp dụng vào cuộc sống, mình thấu hiểu được, rồi mình mới đem cái đó mình biết được, mình chia sẻ lại cho những người có duyên với mình,
nên mình học mình không có áp lực, mà mình làm cái gì cũng vậy. Khi mà mình tập cái bên cái thể chất cũng vậy, mình cứ là dùng cái 6 chữ vàng này em thấy nó nhẹ nhàng lắm á thầy. Cho nên đôi lúc mình thấy là tự vì mình có bị rất nhiều vấn nạn, giống như là hồi trước mà nói về bóng tối là em cũng bị thối quá đó thầy. Khi mà bây giờ em tập cái xoay hông giữa trục đó thầy, cho nên là em thấy nó đơn giản, cho nên là bây giờ em thấy nó cũng vượt thoát rất là nhiều á thầy. Dạ, và mình thấy mình áp dụng vô 6 chữ vàng này á là mình thấy hay lắm á thầy ơi. Dạ. Và cái bước mà thứ thứ sáu là ứng dụng cái công thức mà a a mũ n á, a mũ n á thầy. Cho nên là lúc trước là em có nghe mà em không có hiểu, em nói sao mà cái con số nó như vậy mà sao nó mới ra nhiều số quá trời luôn, em không có hiểu. Bây giờ mừng qua thầy mà truyền giao cái tri thức này á, em hiểu là khi mà một người mình làm á, mà một 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 ngày làm 8 giờ và làm trong mà 10 một ngày làm 8 giờ mà là một một ngày một tháng thì 30 ngày mình làm rồi, một 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 năm thì bây giờ mình đã tuổi vật lý mình bây giờ là 50 mấy rồi, mà mình làm bao nhiêu năm nữa, 49 năm nữa, thì cuối cùng thì chỉ cũng có một mà thôi. Khi mà có được 2 người làm thì cái hiệu quả nó nhân lên rất là nhiều, mà huống chi là giống như là trong thầy minh sư của mình đó, làm thầy Trần Thanh Toàn đó, là giống như là thầy nói là 2 người làm rồi tới 20 người làm, 510 người làm, 10 người làm, thì con số đó nó khủng, quá khủng luôn, thì con số không thể nào mà cái máy mà nó bấm lên được. Cho nên là mình học một cái tri thức mà mình hiểu biết được rồi, mình truyền trao lại cho 2 người hoặc là 20 người hoặc là là 500 người, 10.000 người như vậy á, mình cứ truyền trao đi, giống như là mình dùng cái hiểu biết của mình truyền trao, và cái người đó hiểu biết truyền trao đi này, sau này là cái thế hệ sau là hả trong nước mình ai nấy cũng đều thấu hiểu nhân sinh, cuộc sống rất là vui vẻ, thì không còn cái vấn nạn xảy ra, mà không còn cái sự mà đau khổ nữa. Dạ, mà lúc đó lan tỏa toàn cầu, cả thế giới này hòa bình hết á thầy, ai cũng hả sống mà cuộc sống an vui nhẹ nhàng, bao dung trân trọng biết ơn, thì người nào cũng là người tốt, người nào cũng rất là yêu thương, gặp nhau là tay bắt mặt mừng vui vẻ, không có còn một oán trách giận hờn gì hết, dù cái bất như ý nó đến với mình. Dạ, em thấy rất là hay á thầy. Dạ, mà bước cuối cùng là đức hành thiên hạ. Dạ, cái bước đó mà nó rất là hay, khi mà mình đã có trí tuệ rồi, mình học được, mình hiểu biết được rồi, cái mình đem cái tri thức và cái trí tuệ hiểu biết mình trao truyền cho người khác, là cái đó là giống như là cái cỗ máy không công đức phước đức á, mà hả biết được rồi mình trao đi, và là cái cỗ máy đó là nó không ngừng nghỉ, nó sẽ quay vòng cái vòng tuần hoàn đó thầy, nó trao đi truyền trao đi, lúc nào cũng quay chồng cả cái thế giới này, là ai cũng có trí hiểu biết, dạ biết hết, thấu suốt hết, không còn ai oán trách ai nữa, cái gì gặp cái gì á, bất như ý cũng đón nhận vui vẻ, mà gặp cái như ý thì người ta nhận ra bài học tuyệt quý, thì cứ truyền trao đi từ thế hệ này tới thế hệ khác, nó lan tỏa đi khắp nơi. Dạ, em rất là thấy quá trời tuyệt quý thầy, em rất trân trọng biết ơn tri thức thầy đã truyền trao, các thầy ở trong tổ chức đã truyền trao tri thức này cho trong trong cái môi trường quýt này, mà nó lan tỏa ra toàn cầu toàn thế giới, ai nấy sau này cũng đều thấu suốt hết, cũng đều thấu hiểu hết, ai cũng an lành an vui và sống trong cái cuộc sống mà nó nhẹ nhàng đơn giản. Dạ, em xin trân trọng biết ơn nhân mạch của em đã kết nối em vào đây. Dạ, em xin trân trọng thầy đã cho em cơ hội em chia sẻ, và em xin trân trọng biết ơn cả nhà đã lắng nghe em. Dạ, em xin để tắt mic và hạ tay cho các đi trong Zoom chia sẻ nha thầy. Bên đây chị Vàng đã chia sẻ rất là nhiều những cái bài học quý giá. Dạ, em xin trân trọng biết ơn thầy. Đối với những điều như ý thì mình vui vẻ đón nhận, đúng không ạ?
Còn đối với những điều bất như Dạ. mình có bài học. Cái Dạ. đơn chị Bàng. Và chị Bàng cũng giúp cho chúng ta thêm một lần nữa chúng ta nhắc nhớ lại về công thức giàu vật chất với 7 bước phải không cả nhà? Công thức giàu vật chất với 7 bước. Thì trong lộ trình của K31 đấy các anh chị, đây là một lộ trình mà Kiên thấy đây là một lộ trình rất là đặc biệt. Và cũng chúc mừng các anh chị K31 bởi vì chúng ta có một lộ trình mà trọn vẹn các khái niệm nguồn của 7 sự giàu toàn diện. Khóa này là khóa rất là đặc biệt khi mà các anh chị học rất là giỏi. Chúng ta đã đi được trọn vẹn 7 sự giàu toàn diện. Và để chúng ta có một cái khóa học đặc biệt như vậy thì đầu tiên là chúng ta cũng rất là biết ơn thầy. Ngay từ đầu khóa học thầy đã đặt ý đây là một lộ trình 3 trong 1 phải không cả nhà? Một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Một lộ trình sẽ giúp đỡ cho chúng ta có thể thấu suốt nhân duyên quả. Và một lộ trình để chúng ta có thể phi vật chất hóa bản thân. Và cũng rất là biết ơn trong suốt những cái buổi học trước thì chúng ta được sự đồng hành của Minh Sư, đó là thầy Trần Thanh Toàn. Chúng ta có được sự đồng hành của thầy Giang Lưu Nhật Anh và cô giáo Vũ Phương. Và hôm nay thì chúng ta là buổi thứ 21 rồi đấy cả nhà. Buổi thứ 21 rồi. Kiên thấy thì có một số các anh chị cũng đang raise hand. Nhưng mà chắc là Kiên xin phép cả nhà là lát nữa nếu mà thuận lợi thì cả nhà mình có thể giao lưu ở trong phần chuyển giao của thầy. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ nghe một chút xíu âm nhạc. Sau đó thì để chúng ta sẽ chào đón thầy của chúng ta sẽ lên lớp ha cả nhà. Hôm nay thì Kiên thấy có chị Phượng cũng có muốn gửi tới cả nhà bài ca chuyển hóa. Thì chắc là Kiên xin mời chị Phượng giao lưu cùng với cả nhà. Cái xong chúng ta sẽ nghe thêm một hai bài nhạc nữa. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào trong những nội dung chính của ngày hôm nay. Dạ, rất là biết ơn các anh chị đã cùng chia sẻ những bài học tâm đắc ngộ ra đầu giờ ngày hôm nay. Dạ. Dạ, xin mời chị Dạ. Phượng. Xin mời chị Phượng có quà tặng đến cả nhà phải không chị? Rất là biết ơn thầy đã cho em cơ hội để mà thông qua cái lời bài hát để nói lên những cái điều mà em muốn trân trọng cảm ơn đến tất cả tổ chức quýt thầy cô, cũng như là những cái điều mà mình được chuyển hóa trong cái lời ca tiếng hát lại phát hay lời nói giùm mình á. Rất là cảm ơn cả nhà đã đón nhận. Và Dạ, em xin mời chị. thấy là chắc là cũng cũng em đứng lên tí xíu với nhìn tí xíu, tại vì mới có biết cái bài này từ hôm qua và cũng chưa được thuộc lắm á, cái bài Tăng Cổ hết cả nhà. Rất là biết ơn tác giả Thì Dương, rất là giỏi để mà sáng tác một cái bài để nói lên hết nội tâm của người, của những cái gọi là những cái nói lên nội tâm của chính bản thân em á, tại vì cái Dạ mình bài đứng này. lên mình biểu diễn luôn anh chị Phượng ơi. Dạ Biểu dạ diễn luôn rồi anh rồi chị. dạ 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 xin phép cả Dạ xin nhà mời chị. bắt đầu nha. Dạ Dạ. bắt đầu. Anh thoát thai nhiều niềm trong dân đàn, hạnh phúc hôn nhân chưa im ắng vẹn toàn, sáo rào cản bản thân xiềng xích cùng gông, chưa được gọi tên, chưa một lần làm sáng rõ, gánh vác hy sinh những muôn lời oán trách, thì dù nữ hay nam phước báo cũng không còn. Năm tháng dần trôi tình cảm cũng hao mòn, mong muốn điều hay nhưng nói lời đảo ngược, người làm cho mình nhưng chưa trân trọng biết ơn. Tam giác hiện thực là gì, biết tin hiểu là chi, dòng tri thức mới nghe qua chưa hiểu được tức thì, mai nhờ sự giảng dạy của thầy là bậc cao nhân, mà người trẻ người già từ nay như khai sáng. Cảm động nội tâm nên là em hơi run tí xíu. Dạ. Nặng trĩu tâm tư dù có tiền dư dả, nhưng không hiểu vì sao mà chưa
Ngộ được từ đây cũng không quá muộn màng. Do cuộc sống xung quanh thái đều dính mắc nên chưa một lần đạt được tánh không. Mười sáu tánh người cũng tự ấy mà không, lấy cái biết của người nói cho người nghe, ta ngộ ra từ dòng chi thơ. Bản thân thay đổi như bắt đầu cho hạnh phúc, mưu cầu sự đổi thay của người chỉ đau khổ mà thôi. Khi thấu hiểu cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, nhưng không phải lỗi do tôi, lòng an vui tạo thích trong phước đức tôi. Sau vậy ta ngộ ra điều mà mấy mươi năm trăm chờ. Trân trọng biết ơn đời cao nhân chỉ điểm, thấu suốt nhân sinh qua mấy mươi ngày học tập, giúp cho những người quanh ta được thứ tâm hồn. Cuộc sống mấy mươi năm với tâm trạng bồn chồn, phước báo từ đây nhờ ơn nhân mạch, một bàn tâm tình một bàn tri âm. Đi tìm kiếm nửa đời người nhưng cứ mãi lanh quanh, nay nhờ quýt hôm sớm ngày đốn ngộ. Sức khỏe chăm lo trau dồi phẩm chất, nhân cách nâng cao, năng lực nâng cao, nhân cách kiện toàn. Tâm tình ngày xưa đây theo tháng năm mang nhiều đắng cay, vì ai rất hay ưu phiền, mang bao điều dẫn nàng nội tâm. Từ ngày giao quýt hôm, tâm thái an vui với bao điều ngộ ra. Quan trắc ai kia sẽ dần mất phước, ngạo mạn sân si thì phước báo cũng không còn. Nay khác rồi, khi ta đã rõ thân, trân trọng biết ơn bảy điều bố thí, cùng nhau kích hoạt não người, bảy sự giàu toàn diện một đời an vui. Rất là biết ơn thầy và cả nhà đã đón nhận, em cảm động nội tâm nên hơi run. Quá hay, quá hay. Dạ, cả nhà có thể mở mic, chúng ta có thể khích lệ chị Hay Phương. quá, chúc mừng Lý Dạ. nha. Bà đây quá Hay hay quá, quá, chị Nhi cảm động quá, ơi, chị Phương cảm ơi. động quá. Quá, chúc Cảm mừng. động nội Cảm động tâm quá rồi chị đó. ơi, Quá cảm động hay nội quá tâm rồi luôn. luôn. Bác gì mà hay quá đi. Cảm Cảm động động luôn nhiều nha. quá. Cảm động quá chị Quá ơi. xin nói lại bài hát ạ. Rất là cảm Yeah. động. Bài hát Chị hay lắm. Ồ, Đấy, xin nói mà à, em dạ, khóc quá biết được chị các anh ơi. chị, biết được Bài chị hát Phượng. hay quá. Dạ. Thế nên chị Phượng đã gửi tặng món quà tới cả nhà trong buổi ngày hôm nay, trong K31 ngày hôm nay. Dạ. Cảm động nội tâm với cả nhà. Sau đây chúng ta sẽ lắng nghe thêm một vài bài nhạc, và để sau đó chúng ta sẽ chào đón thầy của chúng ta sẽ hiện diện và sẽ đồng hành cùng với cả nhà trong buổi 21 ngày hôm nay. Hai cả nhà. Dạ, chúng ta sẽ bắt đầu nghe một số bài nhạc ạ. Dạ, trân trọng biết ơn cả nhà. Hello các anh chị, tôi mở mic cho các anh chị chào nhau một cái ha.
Chào Em thầy. chào thầy, em Dạ chào dạ ông em thầy. chào thầy. Em chào cả nhà Chào thầy thầy. ạ. Chào Chào thầy. chào Chào thầy. em chào Chào bạn thầy. à. Chào thầy. Nhưng mà chưa mở Chào thầy. micro Chào thầy. này Chào thầy. nè. Em chào Chào bạn thầy. nè. Chào Em chào thầy bạn ạ. nè. Chào thầy. Em chào Chào thầy. thầy. Em chào thầy. Em chào cả nhà. Chào thầy. Em Chào thầy. Chào cả chào nhà. thầy. Chào cả nhà. Thầy. Chào thầy. Em chào cả nhà. Chào, bữa nay là Chào bữa thầy, chào cả nhà. Chào thầy, bữa chào thứ cả nhà. 21 rồi Dạ, Dạ, thầy. em chào Dạ, thầy thầy. ạ. Thầy. Em xin chào thầy. Chào, 21 Chào. ngày học đã Dạ. Thầy Quá ơi. đã. Đợt này lộ trình này đặc biệt không? Dạ, quá đặc Rất biệt. là đặc biệt thầy ạ. 21 rồi. Nhưng mà thầy ơi. Nhưng mà nhanh quá thầy ơi. Em biết không thầy Nhanh là hả? Ai vậy? Ai nhanh vậy? tên tên gọi Người nào có thấy ba nhanh mốt là là tần số rung động năng lượng ngon lắm đó nghe. nhưng mà mẹ nói gì Hôm nay là buổi thứ 21 đó. này Có người cuối nói rồi ủa. tối thằng trời ơi Toàn thấy hơi ồn ồn nên toàn tắt nhẹ cái. Còn các anh chị mở được. Chưa gì thì đã hết hả? Em tưởng mới học chút chút hả? Các anh chị mở mic được đó nha. Còn chị thấy ồn thì đắt. Em chào thầy, em chào cả nhà. Sao lúc nãy các anh chị còn giao lưu hả? Anh Dũng Ngô nè, còn giơ tay hả? Lúc nãy chưa phát biểu hả? Rồi anh Dũng Ngô nè, Dạ chưa kịp phát biểu thôi. thôi nói chuyện chút đi ha. Dạ trân trọng biết ơn thầy đã gọi tên em. Dạ nay là buổi học thứ 21 rồi cho nên khi vẫn còn muốn học quá cho nên là tiếc vì thôi để hy vọng là mong đến khóa K32. Dạ sau đây em xin tự giới thiệu là em là Ngô Tấn Dũng, em sinh năm 1980, tuổi quý của em là 20 tuổi và tuổi tuổi quý của em thì hiện tại em mới vào được 2 tháng và nhân mạch của em là Nguyễn Thị Thanh Thủy là mentor 2 và cũng là vợ em thì trước tiên trân trọng biết ơn thầy cùng tất cả các thầy cô trong ban cộng sự trân trọng biết ơn cả nhà đã cho phép em được chia sẻ thì em học khóa K31 này là khóa thứ hai của lộ trình thấu hiểu nội tâm và rất là biết ơn vì đã biết đến tri thức tuyệt quý này vì nó đã cho em được cơ hội để suy xét lại cả một quá trình của mình trong mấy chục năm con người của mình. Thứ hai là biết ơn trân trọng biết ơn thầy đã cho em rất là nhiều cái khái niệm mà nguồn có lợi để từng bước để giải quyết những cái để thoát khỏi những cái vấn nạn mà đã xảy ra trước đây trong cuộc đời. Và em là thật ra là em nhận được rất nhiều biết ơn cả nhà tại vì đã nhận được rất nhiều hiện thực từ những cái chuyển hóa của các lý ở trong lớp cũng có từng bước để mình chuyển hóa ngày một tốt hơn. Đầu tiên á là em xin phát biểu về cái bài học tâm đắc ngộ của mình. Em trước đây á là một người cũng có một cái vấn nạn về tài chính mà qua cái sự bao dung yêu thương của vợ và một quá trình học 2 tháng ở khóa nội tâm thì em đã dần chuyển hóa được nhiều thứ
Đầu tiên á là về các nguyên lý về ánh sáng, cộng dòng hay là vòng tròn tri thức, tất cả cái đó nó sẽ để giúp cho em từ trong từ chính bản thân mình là cũng có sự chuyển hóa rõ rệt. Thứ hai là để nâng tầm mình để mà có sự giáo dục con cái một cách là tốt hơn thông qua cái nguyên lý ánh sáng và vòng tròn tri thức. Cái qua cái khóa K31 ra thì em nhận thêm được cái nữa là từ cái sự khiêm tốn về cái triết lý ngu và triết lý của cây lúa đã dạy cho em được rất nhiều bài học. Đầu tiên á là xin cả nhà giữ hình cho em là hiện tại em là cũng là phụng sự của Quýt Hôm Gia Lai, cũng đã thành lập được 2 tháng. Em xin được phép được vô phụng sự cho những anh chị mentor, master với lại doanh chủ ở Quýt Hôm Gia Lai. Thì rất mong có điều kiện thì mời quý thầy cô cùng với các lý trong lớp có điều kiện thì lên Gia Lai để cùng nhau chia sẻ và lan tỏa tri thức. Và qua cái bài học về triết lý ngu và cây lúa thì em đã có được bài học tâm đắc ngộ ra của mình là trước đây á, thì em cũng là một người cũng hơi kiêu ngạo, cho nên á, là khi mình cũng từng lại để dẫn dắt được rất là nhiều người, nhưng mà khi cái mình cảm nhận là mình giỏi hơn á, nên mình không có được cái sự khiêm tốn, cho nên nó dần á, thì đã để không đi đi lâu đi xa được. Nên qua bài học của tổ chức đã cho em được rất nhiều cái bài học, mà một trong những bài học lớn nhất là biết cách để tiếp tục phụng sự cho cái giá trị tri thức của Quýt Hôm Gia Lai, cũng như là tiếp tục để cố gắng trong vấn đề học tập của mình trong thời gian tới. Và em đặt ý sẽ Gia Lai là chỗ nào mà đặt quyết hôm luôn vậy trời? Gia Lai là thành phố Pleiku của thầy. Sao mà không biết, nhưng ở đâu có cái quyết hôm ở đó vậy? Hiện tại là mới là Quýt Hôm Gia Lai thôi, nhưng mà doanh chủ của em á, là đang đang dựng hình để cho cả nhà cùng hướng tới cái mục tiêu là sẽ có Quýt Hôm Gia Lai sau này đó thầy. Hiện Thì tại là đó. đang tập trung và học tập và chia sẻ tại 642 Phạm Văn Đồng Gia Lai thôi. Và em cũng may mắn, cũng là người may mắn được được vợ cũng là mentor 2, cũng là nhân mạch của em, cho nên cũng có cơ duyên được biết tới quýt. Cho nên một lần nữa thì em trân trọng biết ơn thầy cô, biết ơn tổ chức đã trao cho em được giá trị, và em sẽ cố gắng dùng trong 6 chữ vàng để tiếp tục đưa vào trong việc học tập, bồi dưỡng cái Nếu mà làm 6 chữ vàng mà sao cố gắng trời, nếu làm 6 chữ vàng làm thôi chứ cố gắng thì đâu còn làm 6 chữ vàng. Thì vì đưa nó vô để cho nó nhẹ nhàng trong tất cả các việc vừa học tập mà vừa phụng sự và lại vừa phát triển tiếp theo trên đường học tập của mình đó thầy. Thì đâu có cố gắng, đơn giản mà làm, vui vẻ mà làm, mà cố gắng cái gì trời. Biết ơn thầy đã chỉ điểm. Và em cũng hy vọng là sẽ là được là một trong những thành viên trong Mentor 6 và được sự chỉ bảo của thầy. Biết ơn thầy và cả nhà, và mong thầy và cả nhà giữ hình giúp em ạ. Dạ Và biết ơn. có chào thầy không? Em chào thầy. Em chào cả nhà. Hello chị. Em là Nguyễn Thị Thanh Thủy, em tốt nghiệp Mentor 2 á thầy. Lâu quá mới gặp thầy.
Dạ. Dạ, thực sự thì hôm nay chồng em ngồi đây và chia sẻ thì thực sự là em rất là trân trọng, biết ơn thầy, biết ơn tri thức cũng như là biết ơn cộng đồng của mình. Thì từ khi mà em tốt nghiệp thì cũng cũng có tham gia học tập và phụng sự ở bên EQUIT đó thầy. Dạ, và cũng không có thường xuyên tham gia bên lớp nội tâm, nhưng mà hôm nay thì sau sau 2 năm á, thì 3 năm, 13 năm á, thì chồng em cũng đã có cái sự đồng hành cùng với em á, thì em rất là hạnh phúc và biết ơn, bởi vì thực sự tri thức trải qua cái rất là nhiều cái biến cố trong cuộc sống, thì thực sự cái tri thức, cái giáo dục tận gốc thực sự là nó có cái giá trị và ý nghĩa vô cùng to lớn với lại gia đình. Và để có được cái sự đồng ngôn và đồng thuận với nhau như hôm nay thì thực sự rất là biết ơn thầy cũng như là biết ơn tổ chức. Và cũng tâm niệm khi mà em tốt nghiệp mentor thì cũng là lúc đó về thì cũng là tâm niệm là mình kết nối và lan tỏa tri thức. Nhưng mà cái hành trình đi thì do là anh học cũng chưa được ngon cho nên nó cũng còn chậm, nhưng mà cũng là khi mà mình đặt ý thì cũng đã đến thời điểm hôm nay, thì bọn em cũng đã kết nối được với nhau, rất nhiều các anh chị em mentor rồi master rồi có cả doanh chủ luôn đó thầy. Thì thực ra là chồng em nói không có đúng ạ, thực ra là bọn em cũng làm một cái gọi là quýt Gia Lai á cả nhà. Dạ, và cũng 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 từng bước là xây dựng được một cái chỗ để mà mọi người có một cái buổi sinh hoạt định kỳ hàng tuần đó thầy, để cùng chia sẻ rồi lan tỏa, và đều là tâm niệm anh em thì cũng sẽ là lan tỏa cái triết lý giáo dục tận gốc này. Bởi vì thực sự là cho đến hôm nay thì cái cảm nhận đó là cái giá trị nó rất là khủng khiếp luôn, và em rất là hạnh phúc bởi vì là những cái người bạn thân của vợ chồng em thì cũng đang học trong cái lớp nội tâm hôm nay, khóa K31 này đó. Thực sự là một lần em rất là trân trọng, biết ơn thầy, biết ơn tổ chức, và cũng khi nào thuận duyên thì rất là mong muốn được mời thầy cũng như các thầy cô và các lý, thì hoặc là các lý mà đang học ở lớp nội tâm á, mà mình ở Pleiku thì định kỳ sáng chủ nhật là bọn em có cái buổi gặp gỡ và chia sẻ tri thức, thì rất mong được kết nối và mời các lý đến để giao lưu và chia sẻ với nhau ạ. Dạ, em biết ơn thầy và biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Chị gần hai vợ chồng anh chị Dạ. mấy năm rồi hả? Dạ, mấy năm rồi thầy. Cũng vui lắm thầy, về thì em cũng hồi đó với Gia Lai thì cũng có Pleiku có mình em mà, rồi cũng cứ đặt ý là coi như cứ gặp ai mà học nghe học nội tâm là mừng lắm thầy, kết nối liền, cái tự dưng dần dần cái đến giờ thì tự dưng kết nối được rất là nhiều các anh chị mà nó ở cũng ở gần đó thầy, thì cho nên là bọn em có cơ hội để gặp nhau thường xuyên luôn. Thì trong 3 tháng vừa rồi là bọn em duy trì được cái việc gặp nhau thường xuyên để chia sẻ tri thức và cùng lan tỏa, nên là rất là hạnh phúc Dạ. luôn. Và em cũng trân trọng biết ơn thầy, vì vừa rồi bọn em làm phụng sự ở bên Y Quýt thì cũng được thầy tặng cho cuốn sách là Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời, thực sự là rất ấm áp trái tim, và cũng đang đồng hành để có thể là thực hiện cái dự án đọc sách đó thầy. Dạ, Dạ. yeah. Em rất là biết ơn thầy. Dạ, yeah. Biết ơn chị. Biết ơn anh Dũng. Dạ, Dạ. Một số anh chị có giơ tay chắc toàn xin phép ha, tại vì chương trình bắt đầu ha. Ừ, chỗ admin là chắc anh Hải ha, em nhìn không rõ. Ừ, chị Thủy đó nè. Ừ, chia sẻ sau nha. Dạ. Dạ. Những ngày trước thì chúng ta tìm hiểu nhân cốt rồi. Duyên như thế nào là duyên lành? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về quả như ý. Thì nhắc đến một cái quả nào đó trong cuộc đời của một con người thì thông thường á, người ta sẽ nghĩ đến chuyện nhà cửa, xe cộ hay cuộc sống kiểu như sao. Nhưng mà các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, nếu nhắc đến quả cuộc đời của một con người thì chúng ta nhớ ba chữ:
Chữ thứ nhất đó là chữ nghệ. Nghệ đây có nghĩa là quả của một con người nào đó là họ có theo đuổi một cái nghề gì. Có phải dù các anh chị có làm gì hay không làm gì thì chúng ta cũng theo đuổi một cái nghề nào đó không cả nhà? Ví dụ như nội trợ cũng là nghề. Còn không có thì chúng ta về hưu. Hưu trí khi chúng ta đã làm gì đó rồi chúng ta về hưu. Vậy thì con người chúng ta luôn luôn sẽ có một cái nghề nào đó. Không có thì chúng ta nói giờ mình về nhà giữ nhà trông trẻ thì cũng là một cái nghề. Không ai công nhận thôi chứ nó nghề thôi chứ nó cũng là một cái quả mà cuộc sống của chúng ta đang có. Được chưa? Các anh chị nắm ý đang nói không? Đó. Rồi sau đó thì xét đến cuộc sống của một con người. Cuộc sống của chúng ta. Xét về cuộc sống của chúng ta coi sao. Mối quan hệ của chúng ta như thế nào? Con người chúng ta phát triển kiểu sao? Tài chính thế nào? Chúng ta đi du lịch đây đó nhiều nơi hay không? Rồi thời gian cuộc sống chúng ta sao? Gia đình coi mình có hòa hợp hạnh phúc gì không? Thì người ta xét các khía cạnh đó, người ta luận về cuộc sống của một con người. Và cái thứ ba nữa đó là xét về giá trị của họ tạo lập á, thì người ta xét về cảnh giới cuộc sống của một người. Vậy thì quả của đời con người á là được luận đơn giản là nghề, cuộc sống của họ và cảnh giới cuộc sống của họ làm sao. Vậy thì như thế nào được gọi là quả như ý? Quả như ý là người đó có được cái nghề ước mơ, người đó sẽ có được cái nghề ước mơ của họ. Người đó có cái cuộc sống ước mơ. Và cảnh giới cuộc sống của người đó là cảnh giới cao. Thì chúng ta được định nghĩa người đó có cái quả như ý. Chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này. Có phải mình làm bất kỳ cái gì thì gọi chúng ta tư duy là chúng ta có tiền đúng không cả nhà? Có phải các anh chị làm bất kỳ điều gì thì các anh chị nhìn nhận là tất cả những quy đổi để chúng ta có tiền đúng không ạ? Có phải chúng ta làm mọi cái để chúng ta có tài chính không cả nhà? Có phải không? Vậy thì chúng ta làm một cái nghề gì đó. Chúng ta làm một cái nghề gì đó mà để chúng ta có tiền, có đúng không ạ?
cho anh chị ngẫm lại thấy có phải cuối cùng chúng ta làm gì đó để có tài chính. Rồi sau khi chúng ta có tiền, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta dùng nó để nâng cao chất lượng cuộc sống. Để dùng nó để nâng cao chất lượng cuộc sống. Có phải khi chúng ta có tiền thì chúng ta kỳ vọng chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ cao? Vậy thì cụ thể chất lượng cuộc sống của con người là người đó làm sao, mà có phải sức khỏe của họ tốt không? Sức khỏe của người đó tốt, nội tâm của người đó có sự an vui hạnh phúc, và mối quan hệ xã hội của người đó chất lượng. Mối quan hệ xã hội chất lượng. Vậy thì khi con người đi làm một cái gì đó thì cuối cùng kỳ vọng để kiếm được tiền, và đồng tiền đó nó được chuyển dịch thành nâng cao chất lượng cuộc sống để sức khỏe tốt hơn, nội tâm của mình an vui hạnh phúc hơn, và mình có mối quan hệ xã hội chất lượng cao. Sau đó thì sau khi chất lượng cuộc sống được nâng cao thì chúng ta lại muốn tạo lập giá trị cuộc sống. Chúng ta tạo lập giá trị cuộc sống. Chúng ta tạo lập giá trị cuộc sống. Thì bắt đầu chúng ta đi giúp người, giúp đời, công việc gì đó cụ thể để kỳ vọng chúng ta nâng cao được cái cảnh giới cuộc sống. Chúng ta kỳ vọng có cảnh giới cuộc sống của chúng ta cao. Kỳ vọng chúng ta sẽ có được cái cảnh giới cuộc sống cao. Vậy thì thông thường con người họ có nhận thức là làm mọi việc để kiếm tiền, nhưng nếu với nhận thức đó thì cuộc sống của con người rất là khổ, mà phải hiểu rằng thông qua một cái nghề nào đó bản chất nó là một công cụ để chúng ta tạo lập giá trị. Rồi sau đó chúng ta nâng cao được cảnh giới cuộc sống, nâng cao được cái chất lượng cuộc sống, và chúng ta tạo lập được giá trị cuộc sống.
nâng cao được chất lượng cuộc sống và chúng ta nâng cấp được cái cảnh giới cuộc sống của chúng ta. Thì nếu như vậy thì lúc đó tiền thời điểm đó là trung gian cho quá trình gì ạ? Tiền là trung gian cho quá trình chuyển đổi. Các anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ không? Còn nếu chúng ta thiếu nhận thức này thì tối ngày chúng ta làm mọi việc chỉ vì tiền. Và sau khi làm mọi việc chỉ vì tiền thì đâu đó có một số người đã mất đi sức khỏe không cả nhà? Đã mất đi sức khỏe không ạ? Có khả năng đó không? Đã mất đi sức khỏe. Có khả năng mất đi mối quan hệ xã hội chất lượng không? Nếu vì tiền. Và có khả năng làm cho nội tâm không an yên. Có không ạ? Có ha. Vậy thì lúc đó tài chính của chúng ta kiếm được có phải dần dần mất đi giá trị không? Tiền chúng ta kiếm được nhưng ai đó kiếm được tiền nhưng mà sức khỏe lại kém, nội tâm lại không an yên, mối quan hệ xã hội thì ngày càng đổ gãy. Thì tiền có bao nhiêu rồi thì con người cảm thấy hình như nó không còn ý nghĩa đối với họ. Các anh chị có đồng thuận với Toàn, chất lượng cuộc sống mà kém rồi thì dù có tài chính bao nhiêu thì cũng không còn ý nghĩa không? Nên khi hiểu được điều này, chúng ta hiểu được nghề nghiệp nó chỉ là công cụ, là phương tiện để chúng ta nâng cao được cái chất lượng cuộc sống. Và bên cạnh đó chúng ta tạo lập giá trị cuộc sống. Khi có tài chính chúng ta giúp người, giúp đời và kỳ vọng chúng ta được có cảnh giới cuộc sống cao. Vậy thì ngay giây phút này đây, nếu chúng ta hạn chế nhất dùng tiền mà sức khỏe của chúng ta rất tốt, nội tâm cũng an vui, hạnh phúc, mối quan hệ xã hội chất lượng và cảnh giới cuộc sống của chúng ta cũng cao trong cuộc sống này, thì có phải mọi đồng tiền chúng ta kiếm, các anh chị có cảm giác là đồng tiền này là một cái đồng tiền rất hạnh phúc không? Cả nhà. Đồng tiền mà chúng ta có được thì lúc đó đồng tiền nó rất là có giá trị. Còn lúc đó không luận là chúng ta tiền nhiều hay tiền ít, nhưng mà chúng ta rất đủ đầy và thịnh vượng về tiền. Đúng chưa? Tại vì đồng tiền đó không dùng để đổi chất lượng cuộc sống nữa, tốt nữa, và bản thân chúng ta sẽ có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống rồi. Vậy thì ai đang có sức khỏe tốt, nội tâm an vui hạnh phúc và mối quan hệ xã hội chất lượng cao và cảnh giới cuộc sống của họ là cảnh giới cuộc sống cao, chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu cảnh giới cuộc sống.
đặc biệt là cảnh giới cuộc sống thành công hạnh phúc đi, thì toàn định nghĩa người đó đã rất giàu rồi dù trong túi họ không có tiền. Tại vì bạn có tiền bạn cũng đổi điều đó, mà mình đang không có tiền mà mình vẫn có điều đó, thì về mặt nhận thức chúng ta phải thừa nhận chúng ta đang rất là giàu. Dám nhận thức như vậy không các nhà? Các anh chị dám nhận thức như vậy không? Còn không có thì chúng ta nhận thức chúng ta đang rất đủ đầy, được không? Có dám nhận thức là chúng ta đang rất đủ đầy không? Dám nhận thức là chúng ta đang rất là đủ đầy. Vậy thì khi các anh chị vào quyết học tập, có ai có để ý điều đó sẽ có? Ai ở đây có cảm giác quả quyết học tập đâu đó nội tâm của các anh chị an vui hạnh phúc không? Cả nhà. Mối quan hệ xã hội cũng dần tốt lên và sức khỏe của các anh chị nó khá lên dần. Mà hình như chúng ta bỏ ra tài chính hình như siêu thấp hay sao? Chỉ là phí tì tâm để các anh chị học tập. Có phải không? Có để ý này không? Vậy thì chúng ta có thể định nghĩa chất lượng cuộc sống của chúng ta đã được nâng lên, mà chúng ta vậy thì tiền các anh chị đã dư rồi đó. Tại vì bình thường mình dùng tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống, mà bây giờ chất lượng cuộc sống đã có thì mỗi đồng tiền chúng ta kiếm được không cần đánh đổi nữa, có phải nó dư chưa? Có phải dư không? Vậy thì cứ mỗi giờ các anh chị học trong đây, vô hình chung Quýt đã tặng các anh chị rất nhiều tiền. Toàn tính cho các anh chị 21 ngày qua ha. Ai ở đây có cảm nhận được một ngày các anh chị đang bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để học từ 6 giờ cái vô 7 giờ, còn cho 6 giờ luôn đó, 4 tiếng đi, từ đó tới 10 giờ là 4 giờ đồng hồ học tập. Trong 21 buổi này thì đâu đó ai có một phước báo chút xíu thì có phải nội tâm đã an vui hơn nhiều trước đây không? Và cảm giác được cái sự hạnh phúc trong con người, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội thay đổi liền. Một ngày trung bình toàn cho các anh chị dùng mấy tiếng đồng hồ đi. Vậy thì toàn tính rồi. Một con người muốn có đổi được nội tâm an yên của họ, sức khỏe chất lượng tốt á, thì họ bắt đầu họ đi tập gym nè. Họ cần phải bỏ ra tài chính rất lớn để an tâm rồi mọi cái. Thì toàn tính chất lượng cuộc sống của một người mà một tháng tầm khoảng cỡ 200 triệu đồng thu nhập thì cũng chưa bằng cái việc một người nào đó vào quyết học. Bởi vì thu nhập 200 triệu một tháng, sau đó đổi lại chất lượng cuộc sống tốt, thì bù lại là chúng ta có thể ăn ngon thôi. Là một tháng chúng ta ăn triệu đồng, ngày thì tháng 30 triệu. Sau đó làm này làm kia nữa, chi tiêu nữa, cho một tháng gần 200. Thì toàn thấy chất lượng cuộc sống của những người từ mấy trăm triệu trở lên thì toàn mới thấy sức khỏe của họ được chăm lo, bồi dưỡng, nội tâm của họ an yên chút xíu gì đó thôi. Và chất lượng mối quan hệ xã hội tương đối một chút. Thì toàn quan sát người thu nhập tầm khoảng 10.000 đô một tháng ở đất nước Việt Nam chúng ta thì chất lượng cuộc sống của họ hơi khá hơn tí. Vì ngày trung bình họ thu nhập có khoảng 7-8 triệu đồng.
7 triệu đi, 8 triệu đi, 8 triệu đồng một ngày để từ từ kỳ vọng có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng các anh chị không thu nhập nhiều nhưng các anh chị có được cái này thì coi như mỗi ngày mình cũng có cuộc sống như vậy, thì chúng ta không cần dùng tiền để đổi lại. Nhưng mà ngày qua ngày chúng ta có sức khỏe tốt, nội tâm an vui yên, mối quan hệ xã hội tốt, thì ban đầu chúng ta thu nhập thấp nhưng mà từ từ tiền sao nó cũng lên từ từ chứ. Và khi chúng ta có thu nhập mà 200 triệu như những người 10.000 đô như những người ta có hiện nay có tài chính cao, thì chất lượng cuộc sống của chúng ta thượng thừa. Có phải không? Chất lượng cuộc sống của chúng ta dư ra, không cần phải đổi. Bởi vì tâm trạng có vấn đề cái lấy tiền đi mua sắm. Thì bây giờ chúng ta đổi chất lượng cuộc sống tốt bằng này. Vậy thì lúc đó tiền mình kiếm được, mình dư thật sự. Và toàn định nghĩa đó là chúng ta đủ đầy. Nên toàn thường hay giỡn giỡn với mấy bạn á, cứ tối một buổi học các anh chị học, sáng sớm các anh chị mentor vô học, các anh chị đó không biết mỗi ngày mình dư 5-7 triệu đồng luôn á. Các anh chị không biết mỗi ngày mình dư 5-7 triệu đồng, 8-9 triệu đồng luôn á. Tại vì toàn quan sát các thầy cô, bây giờ một người có thu nhập tầm khoảng vài chục triệu, mọi vài trăm triệu một tháng, chất lượng cuộc sống không bằng các thầy cô bây giờ. Nhưng mà trong tương lai không phải các thầy cô không phải không có thu nhập tốt được. Được không? Nên đây là một môi trường rất là đặc biệt. Đó là các anh chị càng học càng giàu. Đó là một cái rất là đặc biệt. Nhưng mà bởi vì do mình thiếu nhận thức đó. Tại mình thiếu nhận thức, quả của cuộc sống nằm ở chất lượng cuộc sống và giá trị cuộc sống cũng như cảnh giới cuộc sống. Nên chúng ta đi du học thấy không kiếm tiền gì, thì tự nhiên cái cảm giác sao tối ngày học không tiền gì chứ vậy, sao không có, tôi học tôi không có tiền thêm nhưng tôi có chất lượng cuộc sống tốt và giá trị cuộc sống của tôi được tạo lập, thì coi như tôi đã dư tiền. Chứ bây giờ mình dư 1 triệu, 2 triệu đô la, 10 triệu đô la, có phải cuối cùng để mình làm cho cuộc sống tốt hơn rồi làm từ thiện hay gì không? Có phải không cả nhà? Chứ tiền để ra làm gì khi có mấy trăm tỷ, cuối cùng cũng phải xây cái này hay cái kia để tạo lập giá trị, mà chưa chắc con người đã có sự chuyển hóa. Nhưng mà từ khi tham gia môi trường này, các anh chị có triết lý để sống, có hệ quy chiếu chuẩn để dựa vào, thì từ đó trở đi lan tỏa giá trị cho xã hội, thì có phải từng bước từng bước từng bước nhiều người nhận được giá trị của chúng ta. Chúng ta không có cần tiền cũng có thể tạo lập được giá trị xã hội mà. Các anh chị hiểu ý này không ta? Nên mỗi ngày toàn định nghĩa ai vô đây học, như ai học mentor, thì toàn định nghĩa đơn giản cứ một buổi học các anh chị được học từ 4:30 sáng đến 6:30, thì toàn định nghĩa các anh chị bỏ ống heo tầm khoảng 7-8 triệu ngày, 5-7 triệu ngày, cứ như vậy ngày nào cũng như ngày nấy, tháng tầm bỏ ông heo tầm 200 triệu, chục tháng là năm là 2,4 tỷ, khoảng 100.000 đô một năm. Nếu học liên tục thì 10 năm thì bỏ nhiêu là 1 triệu đô la, đúng không? Vậy thì ai ở đây cảm giác được nếu mà học bám sát cùng với quyết, học để thấu suốt nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và cả tài chính, và hướng đến giàu toàn diện 10 năm sau, khả năng chúng ta dư hàng triệu đô la không? Có ai cái đó không? Lộ trình đào tạo của mentor, các anh chị nghĩ.
có khả năng để các anh chị có thể trở thành kiếm được hàng triệu đô la trong tương lai không? Nên toàn định nghĩa nếu các anh chị tham gia học tập thì coi như mỗi năm các anh chị cứ dư 100.000 đô, chục năm thì các anh chị dư 1 triệu đô la mỗi ngày học tập để thấu suốt nhân sinh. Thì sau đó, tại vì tài chính của con người, tài chính á, là để sanh tạo ra, là để phục vụ nhân sinh, mà tiền á, thì nó sẽ dịch chuyển từ dòng tiền dịch chuyển trong xã hội từ những nhóm con người ít thông tin qua người nhiều thông tin, dịch chuyển trong xã hội từ nhóm ít tri thức qua nhiều 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 tri thức, ai sở hữu tri thức của nhân sinh thì từ từ đồng tiền sẽ dịch chuyển qua nhóm người đó, tại vì tiền để phục vụ nhân sinh. Nên Toàn cũng không nói cho các mentor hiểu được rằng cứ mỗi ngày trung bình trôi qua thì các anh chị đó học cái có tiền nữa. Tại vì Toàn cũng nói vậy nhiều khi thấy kỳ, nhưng thực chất vậy đó. Tại vì khi các anh chị học 8 tháng trôi qua của mentor thì các anh chị sẽ có một công cụ tạo lập giá trị để đơn giản nâng cao cảnh giới cuộc sống. Và đồng thời công cụ này rất đặc biệt, công cụ này giúp cho nội tâm của con người, người ta an vui hạnh phúc, sức khỏe người ta tốt và mối quan hệ xã hội hòa hợp. Ở đây Nhường Lê có hỏi, học mà không làm sao có tiền đút ống heo vậy thầy? Bộ các anh chị không làm được hả? Bộ học an vui rồi không an vui à? Các anh chị học bao dung, các anh chị không bao dung hả? Các anh chị học trân trọng biết ơn, không trân trọng biết ơn hả? Các anh chị học khiêm tốn, không có khiêm tốn được hả? Các anh chị học để thấu suốt ba hệ quy chiếu chuẩn rồi không biết làm mọi việc bắt nguồn từ cái rõ hình, rõ khái niệm và tích tạo công đức phước đức để làm hả? Học xong để làm gì? Trong khi đó đây là giáo dục tận gốc, giáo dục nhận thức. Các anh chị không làm có được sao? Đố các anh chị vô học lớp sức khỏe mà các anh chị không là thay đổi được đó, nếu các anh chị học nghiêm túc. Và các thầy cô cũng là nhà giáo dục nhận thức chứ, làm gì có cái chuyện các anh chị không có làm khi ngồi đây học được. Người nào bước vào đây từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 21 không làm gì cũng phải thay đổi nếu mà nghiêm túc học, có phải không ạ các anh chị? Các anh chị thử ơi, làm gì có cái chuyện không làm, cả bộ các anh chị không làm được hả? Các anh chị đâu có cái cách nào khác nữa, bởi vì khi các anh chị nhận được sự an vui, bao dung, trân trọng biết ơn rồi không làm sao, mình phải thực hành liền chứ, cái đó là chuyện đó học mà nhận được luôn chứ. Còn nhận không được có nghĩa là ăn học chưa tới, còn nhận được có nghĩa là đã thay đổi, mà đã thay đổi thì đã làm rồi. Làm gì có cái chuyện trân trọng biết ơn chồng mình, vợ mình, trân trọng biết ơn cuộc sống mà ngồi yên được. Trân trọng biết ơn cha mẹ thì làm sao ngồi yên được. Các anh chị hiểu ý nói không? Làm gì có cái chuyện các anh chị ngồi nghiêm túc từ ngày số 1 đến ngày số 21 này mà các anh chị có thể ngồi yên được. Làm gì có cái chuyện đó. Các anh chị gặp người khác thôi là các anh chị đã trân trọng biết ơn họ, hành vi của họ. Bây giờ quay qua nhìn thấy con nó lấy một ly nước thôi là mình đã trân trọng biết ơn hành vi của con này. Làm gì có cái chuyện không thay đổi được. Hiểu không ta? Nên đó, đó là cái khác biệt của giáo dục nhận thức của chúng ta đang ở đây. Thì các anh chị nếu có được nhận thức này thì chúc mừng các anh chị, là bởi vì chúng ta đã có chất lượng cuộc sống và giá trị cuộc sống béo tốt. Được không? Hiểu được tới đây không cả nhà? Nhưng nếu chúng ta so ra về mặt tài chính thì ai ở đây cảm giác được rằng các anh chị đã nâng cao được tần số rung động năng lượng khi chúng ta học tập trong môi trường này không? Có ai để ý nữa không ạ?
Vậy thì nâng cao được tần số rung động năng lượng khi học ở môi trường này, vậy thì có phải chất lượng cuộc sống của các anh chị bắt đầu khác đi không? Khác đi. Được không? Hiểu này hả? Vậy thì các anh chị đã gặt quả ngay và liền trong lộ trình học tập rồi. Được ha. Hiếu Nguyễn giơ tay là ý sao ta? Ừ. Chưa có mở mắt được thầy. Dạ em rất là biết ơn thầy đã gọi em. Dạ tại vì em có cái hiện thực rất là tuyệt vời nên em muốn chia sẻ với thầy. Dạ em rất là trân trọng biết ơn thầy, biết ơn tri thức của thầy đã cho em được chạm tới, mà em biết ơn nhất là cái mà thầy cho phí tùy tâm á thầy. Nếu mà phí mà cao chắc em không bao giờ chạm được cái tầng tri thức này. Thật sự là em rất là cảm động nội tâm luôn ạ. Và từ ngày em học thì em thấy cuộc sống của em thay đổi rất là nhiều luôn. Dạ em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Hồng Hiếu. Hiện em đang sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em sinh năm 1983. Năm nay em 20 tuổi quýt ạ. Dạ từ ngày em học thì em thấy mình được thắp lên cái ngọn đèn trí tuệ đó thầy. Khi mà có được cái trí tuệ rồi thì em thấy rất là an yên. Em dùng cái em ứng dụng cái tầng bậc trí tuệ để em nhận biết được là mọi thứ bắt đầu từ chính mình. Cho nên là em quay về em sửa bản thân em và em dùng công thức vượt thoát vấn nạn để em đón nhận một cách an vui. Vì em biết rằng đó là cái quả, cái nhân mà mình đã gieo thì cái quả mình gặt. Và bước thứ hai là em bao dung cho cái người mà đã mang tới cái quả đó cho em. Vì nếu như mà không có người này thì cũng là người khác sẽ mang đến cho em bài học để cho em tốt nghiệp. Và em đón nhận cái điều đó rất là an vui. Em cũng chia sẻ với mẹ của em và được có chị Bình ở Gia Lai tặng cái loa pháp thoại thì em gửi về cho mẹ và mẹ nghe. Mẹ gọi điện mẹ nói với em là trời ơi con ơi tri thức gì mà quá là tuyệt hay luôn. Ngày nào mẹ cũng nghe, mẹ nghe tranh thủ nghe ngày nghe đêm, mẹ nghe suốt luôn. Mẹ chạm nhất là cái phần không biết sao mà năng lượng, tần số rung động năng lượng của mẹ nó chạm với cái cô ở Buôn Hồ thì là người Đắk Lắk cùng với mẹ em luôn á. Nên mẹ em chạm từ cái bài nói đó và mẹ em cứ nghe suốt luôn vậy thầy. Rồi bây giờ sáng ra là em gọi điện cho mẹ là em nói con yêu mẹ, con biết ơn mẹ vì đã sanh ra con. Rồi con yêu ba, em nói được những ngôn từ yêu thương một cách nhẹ nhàng. Mà rồi những ai mà làm gì giúp cho em hay là khách hàng của em cũng có thể dùng từ biết ơn rất là nhiều. Giống như hồi nãy thầy nói là cái ngôn từ biết ơn nó trở thành là cái mà giống như là cái phong cách sống của mình luôn rồi á thầy. Con em làm cho em một cái việc gì rất là nhỏ em cũng nói là mẹ biết ơn con, rồi em biết ơn chồng vì đã giúp đỡ em để em có thời gian em ngồi ở đây, anh là hậu phương vững chắc của em nói những cái ngôn từ đó em thấy rất là nhẹ nhàng, nhưng mà trước đây rất là khó mở lời để nói những từ như vậy á thầy. Nên là em thấy rằng khi mà bước vào môi trường quýt rồi á, không thể nào mà quay trở lại con người trước đây được nữa. Không thể nào thầy ạ, nếu mà đã ngồi ở đây 21 ngày thì không thể nào quay lại con người trước đây được nữa. Em cảm nhận điều đó rất là tuyệt vời và nó như là một cái dòng suối nguồn tươi mát mà nó chảy trong người em, lúc nào em cũng cảm thấy vui vẻ, an vui mà. Em vui giống như là một con chim non, một con cuốn con vậy đó. Em đi đường em ca, em hát, em còn sáng tác nữa nhưng mà em chưa có tự tin để em hát cho tặng thầy. Em về nhà là em chơi, em vui vẻ với con em. Rất là an vui luôn ạ. Nên là em trân trọng biết ơn tri thức này, biết ơn thầy, biết ơn các thầy cô, biết ơn nhân mạch của em là Thu và bạn Hằng đang học Mentor 5 đã kết nối cho em vào Quýt. Và rất là trân trọng biết ơn các thầy cô đã dụng tâm chia sẻ và đồng cống hiến gánh vác cùng với thầy ạ.
Dạ em cũng có một cái mong muốn tột cùng là trở thành mentor và trở thành sau đó là master để cùng đồng gánh vác cùng cái sứ mệnh với thầy. Khi mà em nghe thầy trong một cái đoạn ghi âm, em nghe thầy chia sẻ về cái tầm nhìn sứ mệnh của thầy trong 49 năm á thầy. Trời ơi em nổi da gà da óc, em dựng tóc gáy lên hết. Em nói chưa bao giờ mà em thấy cái tầm nhìn của người thầy lớn lao đến như vậy. Mà mình không thể nào mà dừng chân ở đây được nữa, mình phải đi trên con đường này. Đêm nào em cũng trước đây á, đêm nào em cũng lại Phật, em cầu nguyện cho em tìm được một bậc minh sư. Và bây giờ em đã gặp được đúng người, em nhất định phải đi trên con đường này. Tại vì em muốn lan tỏa cái tri thức, và em cũng rất là tâm đắc với cái tri thức mà thầy nói là xuất khẩu giáo dục tận gốc. Em chưa bao giờ nghe là đất nước Việt Nam mình lại xuất khẩu giáo dục tận gốc. Từ hồi nào tới giờ là em chỉ biết là xuất khẩu lúa gạo này kia thôi, nhưng mà giáo dục tận gốc mà Việt Nam mình mà được xuất khẩu thì rất là tự hào luôn thầy. Nên em mong ước tột cùng để được học, được trở thành những con người có thể cùng thầy cùng đồng hành gánh vác sứ mệnh đó ạ. Dạ em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã lắng nghe và xin cảm ơn thầy, biết ơn thầy giữ hình, cả nhà giữ hình giúp em ạ. Dạ em trân trọng biết ơn. Em run quá, em phải bụm trái tim em lại luôn á thầy, không thôi chắc nó rớt quá. Rồi tốt rồi, Dạ em thấy biết ơn. giàu Dạ em giàu lắm thầy ơi, em thấy hả? Tiền em không có bao nhiêu nhưng mà sao mà tinh thần em nó nó giàu đủ mà thể đầy, chất em. nó Dạ. đủ đầy. Cái Dạ cảm giác giàu đủ lắm. đầy đó là một cái cảm giác rất đặc biệt, đó là Dạ. chỉ muốn cho đi thôi, nên Dạ. khi muốn giúp người giúp đời thôi, thì về mặt Dạ. ý niệm là ý niệm dương thì từ từ á nó sẽ thu hút được cái cuộc sống tốt hơn nữa. Dạ. Còn ngày xưa trong quá trình mình sống á, thông thường mình lại muốn đi kiếm tiền, có nghĩa là mình muốn lấy tiền về mình, thì ý niệm nó quá âm khi khởi xướng, Dạ nên thầy. cuộc sống của con người càng khổ thì nó càng khổ, tại vì càng khổ thì ý niệm càng âm, là Dạ. muốn có được cái cuộc sống tốt, nhưng mà quên là trạng thái đủ đầy trong con người nó rất quan trọng. Thì nếu ai mà học tập nghiêm túc thật sự mà có đủ cái căn duyên nghe 21 buổi thì hầu như thật sự họ đã giàu lên rất nhiều, tại vì chất lượng cuộc sống đã thay đổi rồi. Nên chúc mừng chị. Dạ em trân trọng biết ơn thầy, biết ơn cả nhà, biết ơn thầy lắm lắm ạ. Dạ. Em thấy có chị Hồng Văn hả? Văn Hồng hả? Văn Phước, Hồng Phước hả? Dạ em xin chào thầy, em tên là Văn Thị Hồng Phước ạ. Văn Thị Hồng À, Phước. dạ em biết ơn thầy cho em cơ hội được chia sẻ hiện thực mà em được tâm đắc ngộ ra với cái hiện em được nhận hiện thực từ những cái khóa học thấu hiểu nội tâm của Quýt đó thầy. Và em có tham gia những lớp tài chính rồi thấu hiểu tư duy của cô Quế Minh. Nhắc tới cô Quế Minh em xin gửi lời chào tới tới má Nguyễn Thị Vân. Má Nguyễn Thị Vân là má của cô Quế Minh. À, cô giáo vừa xinh đẹp mà vừa thông minh thông thái nữa. Có mấy lần con vô lớp thấu hiểu tư duy học á, có học chung với má Nguyễn Thị Vân. Sao con nhớ má hoài, lớp nào vô thấy má là thấy vui lắm. Dạ biết ơn má cho con một cô giáo rất là dễ thương luôn. Dạ em xin chia sẻ hiện thực mà em nhận được từ những lớp học của Quýt đó thầy. Từ khi mà em vô lớp nội tâm rồi sau đó em tham gia những cái lớp khác đó, thì cuộc sống của em nó thay đổi rất là nhiều. Mà trọng tâm để cho mà mình học và thay đổi đó, đó là lớp thấu hiểu nội tâm. Khi mà mình cái nội tâm mình vững chắc rồi đó, thì mình học cái lớp nào cũng ngon thầy. Trước kia thì chưa học quýt á thì giống như là bị quán trách với lại ngạo mạn nhiều, cho nên là bị mất phước, cho nên là cuộc sống nó không có được như ý á. Xong rồi sau này cái em được hữu duyên biết tới quýt rồi vô lớp nội tâm học, cái là nội tâm nó được an vui hơn.
thì thấu suốt hơn. Sau đó thì đối với chồng á, thì luôn luôn trân trọng biết ơn. Và khi mà mình trân trọng biết ơn á, thì lúc nào mình đối diện với ông xã thấy cũng an vui đó thầy. Thấy an vui và không thấy ông xã có vấn đề gì hết. Sau đó thì tình cảm gia đình á, thì nó hạnh phúc, nó vui vẻ hơn. Sau đó là tiếp tới á, là giống như là cái năng lượng hạnh phúc gia đình á, nó dẫn tới cái năng lượng tài chính ngon hơn thầy. Công việc của À, biết cái đó nữa hả? Biết sự dạ hòa hợp gia đình, hòa hợp trong hôn nhân thì tài chính nó rất là phát triển hơn. dạ từ lúc mà cảm thấy vợ chồng vui vẻ hạnh phúc hơn, với lại mình trân trọng chồng á, trân trọng biết ơn chồng, sau đó thì kiểu như là mình thấy chồng không có vấn đề rồi, cái lúc nào cũng cứ mỗi lần mà thấy chồng là tự nhiên thấy vui thôi, chứ không không có cái vấn đề gì mà để cho mình thấy cảm thấy khó chịu và để gây gổ hết thầy. Như hồi xưa tự nhiên mình không hiểu sao mà cứ mỗi lần nói chuyện với chồng thì nó không có được vui mà cứ kiếm chuyện để gây không à, còn bây giờ là không có gì để gây mà cứ gặp chồng là thấy vui, mà tự nhiên cái nội tâm mình vui xong mình trân trọng biết ơn chồng, cái là tự nhiên chồng cũng vui vẻ với mình hơn thầy, là giống như là nó tương đồng tần số rung động năng lượng á. Rồi nói chung là mọi việc nó đều thuận theo chiều mong muốn hết, từ tài chính cho tới sức khỏe. Hiện tại thì em cũng đang theo học sức khỏe, rồi em ứng dụng để chăm sóc sức khỏe chủ động cho cả gia đình luôn á, cho nên là bây giờ hiện tại thì gia đình em tài chính cũng ngon. Mà mối quan hệ xã hội, mối quan hệ của gia đình cũng ngon, tài chính cũng ngon, sức khỏe cũng ngon, nội tâm cũng ngon luôn thầy. Dạ biết ơn thầy rất nhiều ạ. Chúc mừng chị. Đó, đó là lý do tại sao toàn nói với các số anh chị để các anh chị có nhận thức á, đừng hiểu lầm là chúng ta có tiền thì có thể mang lại chất lượng cuộc sống tốt, mà là có nhận thức chất lượng cuộc sống tốt rồi, từ đó đồng tiền nó mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho chúng ta. Và đừng có nghĩ có tiền mới tạo lập được giá trị xã hội, mà là chúng ta tạo lập giá trị xã hội, có đồng tiền chúng ta tạo lập giá trị xã hội tốt hơn. Để làm chi? Để chúng ta hiểu được là chúng ta không có bị đồng tiền dẫn dắt theo cái cách đó là hàng ngày tập trung vào quả như ý là tiền, mà quả như ý nằm ở cái chất lượng cuộc sống và giá trị cuộc sống được tạo lập. Được không? Cả nhà hiểu ý nữa không? Và Dạ. qua thời gian thì lại nâng cao cảnh giới cuộc sống của bản thân chúng ta. Học phần Dạ. này, chỗ này chủ yếu để cho các anh chị có nhận thức này. Được ha? Cho em xin chia sẻ thêm một chút nữa thầy. Là Ừ. tức là em đang đặt ý á, là theo học học về sau đó là thấu suốt triệt để, xong rồi sau đó nữa là đi cống hiến gánh vác, em đang đặt ý vào mentor Dạ. thấu á thầy. Em đang em lo em học những cái môn thư pháp đồ này kia để vô mentor 6 thôi, em đang chuẩn bị hành trình học mentor 6. Dạ em chia sẻ để mong thầy và cả nhà giữ hình cho em á, để em được cống hiến gánh vác với tổ chức đó thầy, để trả ơn. Dạ biết ơn thầy và cả nhà để lắng Mình nghe nghĩ em là chia sẻ. đền đáp tiếp nối đi, mình khỏi trả ơn mà đền đáp tiếp nối nha. Dạ. Ơn thầy. Đền Dạ đáp em tiếp xin tắt nối đó mic là ạ. cách tri ân tốt nhất nha. Dạ biết ơn thầy rất nhiều. Em xin tắt mic nha thầy. Dạ, xin mời anh Hữu Định. Dạ em biết ơn thầy, Dạ. biết ơn cả nhà đã cho em chia sẻ. Sao Dạ không qua về đây nhóm cho mình em 21 buổi rồi, cảm thấy sao đây? báo cáo thầy là quá tuyệt vời đấy ạ. Thực sự là nói về tiền ý, thực ra là nó là hiện thực luôn ạ. Em mỗi ngày em ngồi học em được khoảng 20.000. 20.000 đô Chúng hay mình 20.000 đồng? 2.000 đô đấy.
mỗi ngày học được 20.000. Sao vậy? Nói cho mọi người nghe vui vẻ. Báo cáo này là tự hút tiền về thôi, À, thu hút tài đúng chính. anh và cái bí kíp mà thầy đã chỉ cho là bao dung an vui và trân trọng biết ơn nhé. Có nghĩa là Chỉ có hai từ là từ khi anh nhận được cái đó, cái tự anh an yên, cái anh cảm thấy các dự án đồ này kia, cái dù hổng gài 21 ngày là thu hút được mấy trăm ngàn đô về, tính ra mỗi ngày được 20.000, chia ra là mỗi ngày được 20.000. Dạ. Ừ, chúc mừng anh, ngon chưa, giàu chưa? Thực ra thì khi mà em có cái tri thức này á, mặc dù em mới học được 20 ngày thôi, nhưng mà em học rất nghiêm túc và ghi chép cẩn thận. Cái tài về cái vật chất ấy thì nó là cái mà một phần thôi ạ. Em đã ngồi với các ông anh như thầy nói á, hiểu xong á. Có những anh em ngồi cùng 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 với đồng nghiệp em có khoảng vài ba tỷ đô chứ không phải là vài ba trăm ngàn đâu, nhưng mà anh ấy lúc nào sống trong cái tâm trạng á là không ăn vui. Tất nhiên là có trường năng trường về năng lượng thứ tài chính mà rất lớn, nhưng mà về con người thì anh cảm thấy mất niềm tin về con người, cho nên là đôi khi vẫn chưa phải là ăn vui, mặc dù sống có rất nhiều thứ rất là đẹp sang xịn. Nhưng mà tôi có một người bạn của em, bây giờ bạn ấy cũng có khoảng bạn thân ấy có khoảng gần tỷ, nhưng mà bạn ấy bảo cuối cùng đi kiếm cũng không có thời gian để tiêu ấy. Mà cũng chỉ đi cho và làm những cái việc nó không đâu, nhưng mà thực ra thì nó lại mang đến cái nỗi lo nhiều hơn, nhiều tiền về vật chất quá lại là nỗi lo bất kỳ một biến động nào trên thị trường hoặc bất kỳ một cái xảy ra biến cố nào về chính trị thì lo mất tài sản, lo giữ, lo mất thì lại không ngủ. Mất ngủ nhiều hơn là được, ngủ Hay đó ngon. anh, em mến anh là đó, tới cái tầm tiền nhiều thì lúc đó nếu không nội tâm không an yên là sợ chết. Sợ chết đấy, sống chưa hiểu sống gấp, sống Dạ. như kiểu ngày mai kiểu mình cố gắng mình làm nào để mình tiêu cho nó hưởng thụ hết cái đó, là cố gắng sống gấp rồi mặc dù là các anh các chị cũng có nhiều tiền, nhưng mà em có cảm giác như là cuối cùng mọi người cũng như thầy nói đó, bản chất chúng ta tìm đến sự an nhiên, nhưng mà lao động kiếm tiền cũng cuối cùng để cứu con người, xong rồi tìm về sự an vui. Nhiều khi các anh cũng bảo ôi ơi định ơi mệt quá đây mày ơi thế nọ thế kia đấy, nên là lúc nào cũng than phiền, xong rồi thở ngắn than dài và rất là căng thẳng mặc dù là tiền rất Nhưng mà nhiều. nói gì chứ anh kêu họ buông họ cũng buông không được. À vâng, thì như thầy nói đó là nếu mà đi xin tiền mấy ông mà nhiều tiền thì đừng có xin. Không bao giờ ông cho mà không bao giờ là đủ với các anh cả. Thì thực ra thì như thầy nói là nếu mà có thuận duyên mà các anh biết sử dụng cái nguồn lực tài chính đó một cách mà hiệu quả cho đi và tạo dựng giá trị cho con người đó, mà nó mang tính chất giáo dục ấy. Thực ra thì ngày xưa cha ông nhà em cũng đã giáo dục rồi, nhà em cũng có truyền thống về giáo dục, các cụ nhà em cũng đã giáo dục là đầu tư vào giáo dục á là siêu lợi nhuận, là hiệu quả nhất trong Gia tất đình cả các loại anh đầu tư. cho chồng của bên gia đình anh nói cái đó, Dạ, cụ nhà dạy em cái đó đã có luôn. cả lời khuyên cho con cháu về cây đức ấy. Báo cáo thầy là nếu mà thuận duyên này nếu được thì em xin phép em đọc cái lời khuyên của cụ em ngày xưa để lại trong gia phả. Ồ, cái tự huấn luôn Dạ. gì đó hả? Giáo huấn luôn con cháu về sau á. Nên là các cụ nghe em đã có những cái giáo huấn về cái đức rồi, cái con người rồi, sự nghiệp chồng người ấy. Dạ. Là cái sự nghiệp mà đây là lời tựa. Em xin phép được đọc đúng không ạ? Dạ. Thì hôm nay đây là cụ nhà em là cụ Út. Hôm nay là hôm nay tôi thay mặt cho bốn ông anh và bốn bà chị đã khuất an nghỉ nơi bồng lai cực lạc. Chúc mừng cho đại gia đình ta vinh quang
hạnh phúc, mừng cho người đề ra và lại của lại đề ra, nghĩa là có người thì có của đấy, trồng cây đức vạn niên và nền nhân bền vững, cây đức vun trồng tươi tốt mãi, nền nhân xây đắp vững bền lâu. Hôm nay là ngày sum họp đại gia đình, tôi đọc lại gia phả để cho con cháu mai sau mãi mãi nhớ lại cội nguồn tổ tiên ngàn năm bất diệt, và khuyên con cháu luôn luôn đoàn kết, đại đoàn kết, hết sức vun trồng cây đức vươn lên mãi mãi. Các cháu hãy cố gắng nuôi dưỡng lớp măng non, nối nghiệp cha ông viết tiếp trang sử vinh quang hạnh phúc của gia tộc. Chúc các cháu thật thành đạt. Dạ, em xin hết ạ. Đấy là lời Hay khuyên quá, phụ nhà trọng điểm là làm người và trồng cây đức ha, là em. tạo công đức phước đức và làm người, trọng điểm lắm đó Huynh. Dạ. Có hai cái đó thôi mà nếu hiểu làm người là làm gì, trí tuệ tâm thái nhân cách phẩm chất kiểu sao và giúp đỡ con người á, anh làm rõ cái gia phả đó được luôn lại luôn á. Vài bữa anh lý giải cái đó lại để cho thế hệ sau, rồi cây đức là công đức phước đức được tạo lập thế nào, thì anh sẽ làm rõ điều mà ông cụ đã dạy lại á, từ huấn lại á, thì anh lý giải ra cụ thể là nền người là làm người làm gì, sống phải có nhân lại nghĩa chí tín làm sao, kiện toàn nhân cách thế nào, tâm thái làm sao, trí tuệ thế nào đó, bắt đầu trồng cây đức là tạo ra công đức phước đức thì giúp đời giúp người điều gì cụ thể, thì lúc thời điểm đó nếu làm rõ ra thế hệ sau mừng lắm á. Vậy thì anh đang có một cái nhân tổng nghiệp rất đặc biệt, đó là xây dựng gia tộc trường tồn. Nhân thầy cũng mà xin thưa với thầy với cả nhà, em là trưởng tộc, Ừ. em sẽ là Đó, trưởng lên kế hoạch đích xây dựng gia tộc luôn tôn nha. trưởng tộc Anh là trưởng tộc rồi, quá mừng quá rồi. Lên một kế hoạch xây dựng gia tộc. Khi nào anh có một kế hoạch xây dựng gia tộc thì báo với bà xã anh kết nối, em cho mấy em nó trợ lý á, nó ngồi nó xây dựng cho anh hết trơn, ngồi lại với anh làm rõ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của gia tộc, bồi dưỡng thế hệ sau, quy trình công chương trình cái gì, mấy đứa nhỏ giờ nắm dữ lắm cái đó này, anh muốn xây cái đó báo em. Như thầy, vâng, chắc chắn ạ. À, gia tộc trường tồn, tại vì em đang xây dựng tổ chức trường tồn mà, trong đó có gì có gì, rồi sau đó trong gia tộc mình có bao nhiêu trẻ, anh lên kế hoạch vừa học tập của các trẻ thì mỗi năm chạy hè anh làm cái gì cho gia tộc, các con được bồi dưỡng cái gì, đứa nào học kiểu sao, làm gì, anh chăm lo em bàn lại gia tộc, lên kế hoạch hết, thì khi có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa, tự khắc tiền nó hút về cho gia tộc và từ đó anh làm. Chưa giờ ai cũng sống mặc ai nấy sống sao làm được. Ừ. Vâng, Thử tôi ra biết. các anh làm xong cái lấy mô hình đó, em cũng đang copy một số mô hình giáo dục tận gốc đưa vô một số gia tộc nè, lấy mô hình đó cái mỗi Việt Nam chúng ta có mỗi tộc 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 gì phát triển thì đất nước thịnh vượng thôi chứ có gì đâu. Ừ. Cũng rất là may mắn các cụ nhà em cũng đã để lại nó, thì khi đó thì em phát triển như thầy nói á, cái nền của các cụ để lại như vậy thì cũng dễ phát triển hơn. Dạ hôm trước bốn điều thầy Chí Kiên chia sẻ cho anh bốn cái để cho thế hệ sau anh nhớ không? Có. Thứ nhất, để lại triết lý sống là triết lý giáo dục tận gốc, được chưa? Thứ hai, để lại gì, chất lượng mối quan hệ xã hội chất lượng toàn cầu. Thứ ba, sự nghiệp trường tồn, và thứ tư mình để lại gia tộc trường tồn cho các con, là mình xây dựng gia tộc trường tồn để lại cho các con, và thứ năm tư đó là để lại tài sản lớn.
Thì bốn cái đó mà để lại thì thế hệ sau nó sẽ phát triển. Biết ơn thầy, cũng xin báo cáo thêm với thầy nữa là khi mà em có cái tri thức của quýt đó thì cái trường cái năng lượng điện từ của em ấy là nó tăng lên. Như vậy là em khi mà em gặp các anh lớn hơn mình nhá, lúc này thì em có hơi có chút Ngượng ngùng ngại nói ngượng chuyện rồi, ngùng ngại hơi hoặc là tránh nhá, hơi giống muốn như tiếp hơi, xúc hơi nhưng né cần né, né nó gọi là né kính sợ. ra, dạ, nó chút gì đấy nó e sợ. Nhưng mà khi của quýt vào mà em cảm thấy an nhiên á, khi em gặp các anh em thấy bình thường, em ngồi nói chuyện em chia sẻ em lấy cái tri thức ứng dụng một chút tri thức của quýt vào trong cuộc sống nói chuyện thì tự nhiên là tâm thái của mình nó an nhiên, ngồi bình thường, các anh cũng em cũng cảm nhận được các anh ấy có một cái gì đấy nó biết em cũng đang tới lên đó, nên là các anh ấy cũng đón nhận rất là một cái trước đây thì các anh không để ý đâu, nhưng mà bây giờ các anh ấy sẽ tự nhiên hơn, anh ra anh bắt tay bắt chân rồi anh nói chuyện, anh muốn đến anh tìm đến anh nhìn thấy. Có lẽ là em không biết được lý giải đó như nào, nhưng mà có lẽ thầy lý giải được cái đấy giúp em là có lẽ cái trường năng lượng điện từ của em nó tiếp cận với các anh ấy hơn, thì cùng gần cùng cái tần số thì bớt Dạ. đi ngại. À, không biết Đối cái đấy có với phải người học trong môi trường này á, thì cái tần số rung động năng lượng á, nó thay đổi phù hợp với mọi bối cảnh. Anh gặp những người thế hệ trẻ, thế hệ nhỏ hay là những người có điều kiện kém hơn anh cũng thấy họ cũng bình thường. Mà cái người có điều kiện tốt hơn gấp vạn lần so với đây, so với mày mặt tài chính, anh thấy cũng không gì. Và anh gặp cái người giỏi khủng khiếp gì, kiến thức mênh mông viên bác gì, anh cũng thấy sự hiểu biết của anh về gốc rễ thì nói ra anh cũng hiểu hết những gì người ta nói. À, và những gì mà họ có làm vĩ đại cỡ nào mà anh biết động cơ của họ không phải thuần tâm vì con người rồi, anh cũng thấy bắt đầu anh nhìn lại, anh cảm giác được rằng là họ ngày xưa có thể là mình sợ họ gì quá trời khủng khiếp, nhưng bây giờ anh cảm giác được những gì họ làm chưa chắc mình lại copy muốn cái đó, bởi vì mình muốn cái khác hơn. Thầy nói Từ đúng từ đấy. anh khác. Cái tâm thái của mình nó khác, cái thần thái của mình nó cũng khác. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Và em xin phép hạ tay để thầy làm tiếp ạ. Dạ, biết ơn anh. Mai Thơ hả? Xin mời, mời Mai Thơ. Em chào thầy ạ. Em trân trọng biết ơn thầy đã gọi em chia sẻ lịch thực. Trân trọng biết ơn bạn Lâm Ái là người đã Chị có giúp nhiều hơn. em một là nói chuyện lớn, hai là kiểm tra mic là giúp em. Em xin trân trọng biết ơn thầy đã cho em chia sẻ. Thấy nghe đúng không thầy? Dạ được đó chị. Em cũng trân trọng biết ơn bạn Lâm Ái là mentor 3 đã kết nối em để em biết đến tri thức của quý. Thì trước hết thì em cũng mong thầy bao dung cho em, là vì em biết đến quý cũng được 2 năm rồi, nhưng mà khoảng 1,5 năm trước thì khi bạn Lâm Ái chia sẻ cho em thì em cũng đón nhận, tuy nhiên thì em cũng học hành chưa được nghiêm túc. Thời điểm đấy thì em cũng chỉ mở lên để ngủ thôi thầy, cũng không ghi chép được gì hết. Thì đến khóa 22 thì lúc đấy em có ý định là muốn lan tỏa cái tri thức này đến đồng nghiệp của em. Thì bắt đầu em lúc đấy thì em cũng không có học được trực tiếp, mà em lại nghe ghi âm lại và em ghi lại tất cả những cái gì em học được. Nhưng mà sau đấy thì cứ mở lên thì em lại ngủ, cho nên là đến tận khóa 26 thì em quyết tâm là phải học hành cho nghiêm túc lại. Thì em học trực tiếp từ khóa 26 cho đến bây giờ. Thì trong cái thời gian học thì em cũng có nhiều cái chuyển hóa rồi. Tuy nhiên thì cũng cái sự mong cầu sự thay đổi của người khác ấy nó cũng vẫn rất là nhiều thầy ạ. Đặc biệt là đối với con trai em và mẹ em mong cầu quá nhiều ở 2 người. Cho nên là cũng làm cho em đau khổ. Thì đến khi mà em đi học lớp offline vừa rồi ấy, thì em cũng gặp một cái vấn nạn.
Và hôm đó em hôm sau về thì em có chia sẻ và với thầy Chí Kiên và cũng được thầy làm rõ hơn, thì nay em cũng muốn báo cáo lại với, nếu có thầy Chí Kiên thì em cũng báo cáo lại với thầy là cái hiện thực con em chuyển hóa đến bây giờ em mới nhận ra là thì ra là bạn ấy mới học nhưng bạn ấy chuyển hóa còn nhiều hơn em nữa. À, cái thời điểm mà học offline thì bạn ấy chống đối kiểu như là không, mẹ mẹ học rồi mà mẹ còn cư xử như vậy thì con không tin cái tri thức này, ý là bạn nói như vậy. Thì sau đấy thì em cũng bao dung được và cái vấn nạn nó kết thúc ngay lập tức. Và hôm sau về thì hai mẹ con lại nói chuyện với nhau, bạn ấy có xin lỗi mẹ là con lúc đấy con nổi giận, con nói những lời không hay về về cái những cái con đường mẹ đang đi và con nói những lời không hay về cái tri thức này, con xin lỗi mẹ. Thì hôm đấy hai mẹ con nói chuyện rất là vui vẻ và bạn ấy về nhà ở với em một ngày, sau đó bạn đi Sài Gòn thì hai mẹ con lại nói chuyện chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra sau cái khóa học ở ở Mũi Né. Sau đấy là em cũng không nói gì cả nhưng mà bạn ấy thu dọn tất cả đồ đạc của bạn ấy, những cái kỷ niệm mà ở khóa học đấy thầy. Bạn ấy có nói với em là mẹ mẹ mua cái đài khác đi, mẹ cho con xin cái này đi, con mang đi để con nghe. Thế bạn ấy mang mũ rồi mang túi các thứ đi, xong em thấy bạn lục tung nhà lên bạn tìm, em hỏi là con tìm cái gì vậy, là con tìm cái thẻ đeo cổ ấy, con mang đi để làm kỷ niệm. Thì em mới kêu là ô tưởng là không học quýt nữa chứ, xong bảo không con học trước. Thế sau đó hai mẹ con nói chuyện một một buổi, nói rất là nhiều, bạn chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra thì em mới phát hiện ra là suốt quá trình học ở dưới đó bạn ấy không không ghi một chữ nào thầy ạ. Bạn ấy cứ nhắm mắt bạn ngủ thôi nhưng mà bạn lại nhớ được hết, em thấy rất lạ. Thế em mới hỏi là sao con nghe lúc nào vậy, bảo mẹ đừng tưởng con ngủ nhá, con nhắm mắt vậy nhưng con vẫn nghe được hết, con chẳng ghi được chữ nào nhưng con nghe được hết. Thế sau đấy là dạo này bạn ấy gọi điện về ngày nào, hầu như một ngày nào gọi điện về chia sẻ là con vẫn đang nghe ghi âm, con vẫn đang nghe cái máy mẹ đưa. Cái bạn ấy có những cái thay đổi, đó là những cái suy nghĩ của bạn ấy rất là tích cực, thay thay vì là trước đây cứ nói là xảy ra chuyện gì bạn ấy nói sao con xui xẻo thế, thì bây giờ bạn ấy nói là hôm nay con có bị thụt chân xuống cái cống nhưng mà rất là may là con không bị sao, con chỉ xây trước một chút, con nghỉ con đi làm được một ngày nhưng mà may quá không không ảnh hưởng gì đó. Thì em cũng nhận ra là bạn ấy rất là đang tích cực lên và bạn ấy chia sẻ với em là gần đây con thấy càng ngày cái gánh nặng về tâm lý nặng trĩu ở trong con dần dần nó nhẹ dần đi rồi. Thì em cũng chia sẻ với thầy là cách đây khoảng 4 5 năm ấy là bạn ấy em có đưa bạn đi khám thì bạn bị kiểu là rối loạn điện từ với thầy. Thế là gần đây thì bạn ấy đã đang rất ổn, và đặc biệt nữa là em cảm nhận được là cái tần số rung động năng lượng của em đã được nâng lên sao thầy ạ. Bạn nhỏ thì ở nhà trước giờ nói gì cũng cãi mà nói gì cũng kiểu như bạn rất là khó chịu bực bội trong người ấy, nói cái gì bạn cũng nhăn nhó cằn nhằn. Nhưng mà từ hôm em đi học về thì trước khi đi em dặn là con ở nhà giúp mẹ trông nhà cửa với em dặn dò hết, thì hôm về dọn nhà sạch sẽ. Trong gần mấy ngày hôm nay từ hôm đấy đến giờ thì cái việc mà rửa chén bát này, tắm nấu cơm này, dọn nhà là bạn ấy phụ trách luôn, em không cần nhắc luôn đó thầy. Tự nhiên bạn cứ tự làm thôi. Xong hôm nay bạn nói là con bị đau tay rồi mẹ, hay là mẹ rửa chén bát giùm con nhá. Ừ mẹ con cứ để đấy tí mẹ rửa. Nhưng mà bạn ấy lại vẫn rửa. Thì em có cảm nhận là giống như kiểu là khi mình thay đổi ấy, thì tất cả mọi người xung quanh mình ấy, cũng cũng thay đổi. Thì em mới nhận ra là thì ra trước đây mình quá mong cầu nên mình tự đau khổ. Cho nên là khi mà em buông được, em nâng được cái tần số của mình lên thì mọi người xung quanh cũng 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 thay đổi. Thì hôm nay thì em cũng có nói với các cô trường em ấy là ngày mai sẽ có một buổi nói chuyện về cái khóa hai khóa học trong hè các cô học ấy, thì ngày mai em cũng sẽ trao đổi với các cô. Thì em cũng rút ra một bài học, đó là cũng không cần mong cầu quá nhiều và các cô, nhưng mà chỉ cần mình thay đổi thôi, tự các cô sẽ nhận ra và nhận ra cái tri thức này và các cô sẽ đồng hành cùng em. Thì em mong rằng trường em ấy sẽ trở thành một ngôi trường hạnh phúc đúng như là cái mong muốn của ngành đã đề ra, đó là trường mầm non hạnh phúc. Em xin biết ơn thầy đã cho em chia sẻ và biết ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ của em.
Biết ơn chị. Đó. Chúc mừng chị. Xin mời Ngọc Bích cái nữa ha. Ngọc Bích cái nữa kết thúc chị chia sẻ, cái tuần chia sẻ tiếp với cả nhà. Em chào thầy, chào cả nhà. Biết ơn thầy đã gọi em ạ. Em xin được giới thiệu, em là Đinh Ngọc Bích, sinh năm 1975. Em luôn luôn ở tuổi 18. Sau 21 buổi học, em chuyển hóa gần như là toàn bộ và nhận được rất rất nhiều ở 21 bài học. Mặc dù có 3 bài, 3 buổi học em không được nghe, không được học, nhưng em cũng đã xem và nghe lại. Và thực sự là em biết ơn rất là nhiều. Không biết nói gì trong nội tâm của em. Thực ra là em có một câu chuyện hiện thực của em là em đã, ngày trước là em đã mang bầu, gọi là mang bầu cho chị gái, thì chị gái không đẻ được, có bệnh ở trong người, thì là em mang bầu và em đẻ được hai đứa, sinh đôi được hai hai cháu, một trai một gái. Trong bao nhiêu năm trời nó cứ nặng trĩu ở trong tâm mình, là rõ là con nhưng lại không được nuôi. Nhưng trong thực ra là ngay từ ngày đầu tiên mình đã bảo là mình mang bầu cho chị và đưa cho chị để chị nuôi. Thực tế là chỉ là mang bầu hộ thôi, nhưng mình vẫn là một người người mẹ 9 tháng mang nặng đẻ đau và cũng nuôi con trong những cái tháng ngày thôi nôi để cho con được cú sữa, dòng sữa mẹ. Nhưng mà sau bao nhiêu tháng ngày, bây giờ các cháu cũng được 15 tuổi rồi, nhưng nó vẫn chịu lặng. Nhưng mà chịu lặng ở trong tâm là mình không được được nuôi dạy con, mà không được được, được ôm ấp con. Nhưng mà hôm mà nghe lại cái bài mà sự hy sinh mà cứ đòi người khác công nhận và được chứng minh, được người khác công nhận cái việc mình làm, và được công nhận được được việc mình đã hy sinh cho người khác. Nhưng mà đến khi học được bài học của thầy và biết được cái ánh sáng trí tuệ và từng từng bài một, em đã buông bỏ được cái điều đó. Từ cái buông bỏ được thì nội tâm của em rất là an vui. Và khi lúc nãy thầy cũng nói chuyện là khi mình những mối quan hệ xã hội như của em là rất là ok, nhưng mà em lại không muốn gặp những cái người có mối quan hệ có những tầng lớp trên mình, vì một phần là như nào nhỉ, cứ ngồi nói chuyện là các anh các chị nói ở một cái trên một cái tầm nào đó là mình lại không thích nói, mình như kiểu mình thu gọn về. Nhưng đến bây giờ khi được học rồi thì mình lại cảm thấy là ngồi ngồi nghe thấy nhận được cũng giá trị. Từ đó có cái giá trị mình nhận được và có những cái mình nghe nhưng mà có thể là mình không nhận được điều đó. Và sau 21 buổi học, thực sự là hôm nay em rất là xúc động thực sự, vì cái điều quan trọng là em đã buông bỏ được điều mà mình cứ đau đáu ở trong lòng, là mình rõ mình là mẹ nhưng lại không được làm mẹ. Chị Nên có là con trước không, con khác không? em có một bé lớn là con trai và đứa thứ hai là con gái, cũng có một trai một gái rồi. Sau đấy là em mới mang bầu cho chị gái em, được sinh đôi được một trai một gái Vậy thì chị có nữa. 4 người con. Dạ, em có 4 người con ạ. Chúc mừng chị. Dạ, cảm ơn thầy rất là Thoải mái nhiều nội ạ. tâm mình đúng không? Dạ, thoải mái nội tâm và thoải mái luôn trong cuộc sống gia đình luôn. Ngày trước là cứ hy sinh mãi, cứ bảo hy sinh cho gia đình nhà mình, rồi hy sinh cho gia đình nhà chồng, hy sinh cho con, cho cái, cho chồng, mà chả được có ai ghi nhận. Nhưng bây giờ chả cần ai ghi nhận, là cứ hy sinh thôi.
nội tâm cực kỳ an vui luôn. Và có một cái hiện thực là từ ngày bé là đi cũng đi buôn thầy ạ, nhà cũng có cái gọi là cứ đến mùa hè là mấy chị em khâu nón bán, rõ ràng là cùng một lò sản xuất ra. Chị gái mình thì cứ ra đến chợ là hết hàng, mình thì cứ ngồi bêu ra chả bán được hàng cái gì. Nên là hiện trong 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 tâm khảo của mình là mình không có duyên bán hàng. Nên sau khi thời gian đó, sau bây giờ thời điểm vừa rồi em mới chuyển giao lại công việc và làm một công việc khác về mặt kinh doanh. Thế tự nhiên nó cứ đến với mình và khách hàng cũng đến với mình một cái mà không ngờ tới được ạ. Cứ mở mắt ra đã thấy có khách hàng nhắn tin là chuyển hàng tới cho khách. Nhưng là thấy là cuộc sống của mình an vui, sức khỏe lúc nào cũng tươi vui và kể cả về mặt tài chính cứ đến như với em tự nhiên thôi. Và con cái em, các bạn ấy cũng mở lòng ra với em rất là nhiều. Sau 21 buổi học thì em đón nhận được rất 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 nhiều ở trong môi trường quýt. Sự là cảm ơn nhân mạch của em là em Trần Đức Cường, và cảm ơn thầy, cảm ơn tổ chức quýt, cảm ơn các thầy cô đã chuyển giao tri thức lại và em được đón nhận rất nhiều. Em cảm ơn rất là nhiều. Biết ơn thầy và biết ơn mọi người đã lắng nghe em. Biết ơn chị. Dạ. Phụ nữ mà mất đi cái sự quan trách đó, còn lại nguồn Dạ. năng lượng trân trọng biết ơn thì gia đình thích quá rồi. Dạ. Thích dữ lắm luôn á. Dạ. Hôm nay con gái em về, em cũng chia sẻ thật với thầy và cả nhà. Con gái về thì đúng lúc là 7 giờ tối thì em cũng mở bài ra và nói chuyện, mà con mà nhận được cái tri thức này thì quá là tuyệt vời. Mọi khi ngày trước mà có nói nó chỉ nó một hai câu là cậu ta nhăn mặt vào. Thế nhưng hôm nay ngồi lại mẹ cứ chuyển cho con cái đường link ấy, mấy nay con đang rảnh thì về văn phòng luật thì con chưa về, thì thôi mẹ cứ chuyển ra đây để con đón nhận. Bảo con mà học xong cái này chắc con siêu giàu lắm. Tức là cứ thấy cười không. Thực sự bé thứ hai nhà em, bé ấy cũng là một bé cá tính, học cũng rất là giỏi thầy ạ. Từ xưa đến nay, từ hồi học, từ nói chung là đi học từ hồi mẫu giáo cho đến lớp 12 là đi đâu có thầy cô giáo, kể cả đi thi mà đã dọc sách rồi thầy cô giáo cũng vẫn nhận ra nét chữ của bạn ấy. Thì bạn ấy có một nét chữ là viết là như như kiểu trên sách giáo khoa ấy thầy ạ. Là lúc nào cũng thế, mà tự nhiên đến cái 2 3 năm gần đây bạn ấy cứ trầm trầm, bạn ấy không không mở lòng ra với ai ấy. Tự nhiên đến khi em bước chân vào tổ chức quýt em học, em được học cái lớp này về, chả hiểu tại sao bạn ấy lại mở lòng ra, bạn ấy nói chuyện với em nhiều hơn, bạn ấy tâm sự nhiều hơn. Và em cảm thấy ra cứ mỗi một lần bạn ấy nhắn tin cho em là kiểu cái tim em nó vui sướng, nó như kiểu nhảy hết ra ngoài lồng ngực ấy. Thế là cứ thấy con nó ngày ngày một chuyển đổi là em rất là vui và đón nhận được từ tâm thế, tâm thái và nội tâm, mối quan hệ xã hội của em cũng vậy. Từ xưa đến nay từ thực sự là mối quan hệ xã hội của em cực kỳ là ok, nhưng em lại không đón nhận ở đó. Đấy. Em lại cứ không đón nhận. Ra từ hôm nay cũng ngồi với lãnh đạo của tỉnh cũng thế. Các anh các chị cứ bảo sau dạo này cái mặt mày nó không không trùng xuống nữa, và lúc nào mày cũng cười được, cái mắt mày lúc nào cũng vui được rồi, chứ không phải là mày chỉ cười không thôi, mày chỉ nhe răng không thôi, nhưng mà nhìn vào cái mắt mày là mày vui được rồi. Em cảm thấy là em nhận được giá trị ở bài học sau 21 ngày thì quá là tuyệt vời. Thực ra em không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn và biết ơn rất nhiều nhiều đến tổ chức quýt và đến với thầy và nhân mạch của em là em Thì biết ơn Trần Đức Cường. tổng nghiệp và biết ơn công đức phước đức của chị thì Dạ. nó sẽ hợp lý. Biết ơn Dạ. chị Không rồi mà nhận được không. tri thức thì thuận duyên giúp đỡ con gái gì thích, trời, nhà có con gái mà
mà không mở lòng ra gì lo lắm, không biết hạnh Lo phúc lắm của thầy con ạ, sẽ à, như thế đúng rồi nào ạ. đây. À. Vâng. Lo ghê lắm, nó cứ trầm, nó không nói gì mà. Từ xưa đến nay bé là một người, bé là gọi là rất là vui tươi, và trong mọi hoạt động của nhà trường rồi của tỉnh các thứ là bé hoạt động cực kỳ là sôi nổi. Thế nhưng trong cái thời điểm mà em học học lớp huyết thì bạn ấy đi hiến máu ấy thầy ạ. Thầy bạn ấy về, bạn ấy đúng vào ngày, cũng hôm đấy cũng là vào ngày giỗ bố bố đẻ ra em, thì bạn ấy bảo là thôi mẹ về về làm cỗ trước cho ông đi, con về sau, hôm nay con đi hiến máu xong rồi con về. Mẹ em cũng không nghĩ rằng là bạn ấy dám dám làm cái điều đó, vì từ xưa nay là nói về kim các thứ là bạn ấy rất là giáp, nhưng mà hôm đấy là đi hiến máu mà lại còn hiến nhiều nữa chứ thầy. Không, về là cái mặt nó vui ghê lắm cơ, thế là tự nhiên là mình cũng vui theo. À, mình thấy mình lại ghi nhận và ghi nhận con gái mẹ hôm nay dũng cảm thật. Từ đấy, từ hôm đấy trở đi mà bạn ấy cứ nói chuyện, rồi bạn hôm nay bạn về bạn cũng nói là văn phòng luật đấy đang bảo con về đấy con làm, nhưng mà con lại muốn là thôi thì mẹ bảo con về tập đoàn thì về tập đoàn điện thì mẹ bảo gì, bảo đấy là tùy con quyết định như nào, bây giờ là do con muốn làm sao thì là con sẽ nói ra thì là mọi người sẽ ủng hộ con thôi, chứ bây giờ mẹ chỉ biết là đằng sau mẹ sẽ là người ủng hộ con thôi, còn mọi điều con quyết và con làm là do con. Nhưng mẹ hôm nay là buổi học cuối cùng đây, hôm nay em cũng nói thật là khi con về đấy em cũng nói là buổi học cuối cùng, mẹ rất 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 muốn con đón nhận được cái giá trị tri thức này, và chắc chắn là con sẽ làm được điều đó, và chắc chắc chắn một điều là Khánh Ly của mẹ là một bé siêu giàu và cũng là một Ồ, bé siêu năng lực. giới trẻ học Vâng. cái này cộng vô, nếu bạn năng lực tốt nữa, giờ trí tuệ Vâng. cảm thái nhân cách phẩm chất nữa thì quá tốt vậy. Vâng. Và nhận thức Bạn về sức khỏe thay đổi nữa thì quá dạ. hon hon. Vâng. Từ là em cảm ơn rất là nhiều luôn. Biết ơn rất là nhiều. Chúc mừng chị có Giờ con hồi gái hộp. giàu toàn diện ha. Dạ. Ừ, À, chúc biết ơn mừng chị. thầy. Và hôm Dạ. nay em cũng lan tỏa giá trị của WIT đến rất là nhiều người. Mong rằng một ngày nào đấy tỉnh Nam Định hoặc là thành phố Nam Định sẽ có mặt trong chương trình của thầy rất 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 nhiều. Nam Định cũng có chú Quánh nè, chú Quánh là ba cư cường hả, Dạ vâng ạ, đúng ạ. cũng là đang mentor năm. Dạ đúng ạ. Rồi có Em lại nhiều. là nhân mạch của em là Trần Đức Cường đấy ạ. Em Cường Dạ đấy ạ. Dạ. dạ Là con của chú Ánh ạ. Dạ. dạ em có đi về Nam Định khoảng 2 lần. Dạ. Dạ Mong là ngày gần đây được đón thầy tại đất Nam Định ạ. dạ biết ơn chị. Dạ. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã chứa đựng em. Em xin được Chị tắt mic hạ chị tay tự xuống ạ. mà hạ tay Dạ. giúp em. Cảnh giới cuộc sống ở cả nhà. Có cảnh giới cuộc sống thì chúng ta hiểu được là nè, cái cảnh giới cuộc sống nè, chúng ta hiểu nè. Cảnh giới cuộc sống. Ngày xưa tới giờ chúng ta đã từng nghe cái thuật ngữ này chưa cả nhà? Đó là cảnh giới cuộc sống. Cảnh giới cuộc sống. Có ai hôm trước đã từng được học cái này? Anh chị đã từng nghe định nghĩa này chưa? Đâu có anh chị nào
đánh lên trên khung chat thôi, coi còn nhớ không, còn muốn mượn hiểu biết của các anh chị á, nhớ không, nhớ về mức độ phát triển cái này kia không? Đó, cảnh giới cuộc sống là gì ạ? Đầu tiên là định nghĩa chút xíu một cái. Cảnh giới cuộc sống của một người nó là gì mới được? Có ai không? Có ai từng nghe cái này không? Cảnh giới, bảy cảnh giới cuộc sống là chúng ta nắm rồi ha. Bảy cảnh giới cuộc sống thì để Toàn giao lưu với các anh chị bảy cảnh giới cuộc sống trước cái, Toàn sẽ nói chuyện cho các anh chị sau cái ha. Đây. Đầu tiên là chúng ta đi làm nè. Đó là đi làm cộng với lương thì bằng công việc. Hiện nay cái này là phổ biến trong xã hội không các anh chị? Mức độ phát triển của xã hội hiện nay là cái này là phổ biến. Được ha. Sau đó thì số 2 là gì ạ? À? Công việc. Cộng với làm chủ thì là kinh doanh. Số 3 đó là kinh doanh. Cộng với lợi nhuận thì bằng sự nghiệp. Tự nhiên cái toàn ghi gì nó chẹo quá, nó không đẹp quá, toàn đổi miếng khác ha, toàn xin phép các anh chị toàn đổi cái viết. Đi làm cộng với lương bằng công việc. Công việc cộng với làm chủ thì bằng kinh doanh. Kinh doanh cộng với lợi nhuận thì bằng sự nghiệp. Sự nghiệp cộng với trưởng thành thì bạn thành công. Số 5 thành công cộng với sức khỏe
cộng với gia đình, hòa hợp thì bằng hạnh phúc. Số 6, hạnh phúc. Cộng với giúp người hạnh phúc. Thì bằng giá trị cuộc sống. Giá trị cuộc sống cộng với truyền sẽ bằng văn hóa. Đây là bảy cảnh giới cuộc sống của một con người. Nó được gọi là bảy cảnh giới cuộc sống. Để hiểu được cái này thì chúng ta cần phải hiểu cái từ cảnh giới cuộc sống có nghĩa là gì. Lúc nãy Toàn hỏi với các anh chị, xíu Toàn sẽ quay lại cái này. Vậy thì cảnh giới cuộc sống là cái khái niệm gì mà chúng ta cần phải có nhận thức về nó? Cảnh giới cuộc sống được định nghĩa là mức độ phát triển và trạng thái sống của một con người. Nó được định nghĩa là mức độ phát triển, mức độ phát triển. Và trạng thái sống. Từ giờ trở đi đây là một khái niệm các anh chị giúp đỡ Toàn thấu suốt đó, để cố vấn cho thế hệ sau. Cảnh giới cuộc sống của một con người được định nghĩa là mức độ phát triển và trạng thái sống của họ. Vậy thì mức độ phát triển được chia ra có bao nhiêu mức độ phát triển? Có 7 mức độ phát triển. Mức độ phát triển đầu tiên đó là nằm ở công việc nè. Các anh chị lúc nãy nè, công việc. Mức độ phát triển thứ hai là gì ạ? Anh chị nhớ không? Kinh doanh. Mức độ phát triển trong xã hội là người đi làm công việc, người đi kinh doanh. Mức độ phát triển thứ ba là sự nghiệp, có người làm sự nghiệp. Mức độ phát triển thứ tư là gì ạ? À? Thành công. Mức độ phát triển thứ năm là hạnh phúc. Và mức độ phát triển thứ sáu là giá trị cuộc sống. Và mức độ phát triển số 7 là văn hóa. Vậy thì trong xã hội nói chung thì chúng ta cần phải có nhận thức, đó là nếu ai đó làm công việc, các anh chị để ý là một người đi làm công việc
thì hàng ngày chỉ làm công ăn lương thì có phải mến mến những người kinh doanh không? Những người kinh doanh họ thấy, các anh chị thấy điều kiện họ phát triển hơn không? Các anh chị, những người kinh doanh đó có cơ hội phát triển hơn. Nhưng mà những người kinh doanh thông thường thì lại thấy những người xây dựng sự nghiệp á, thì họ thấy người ta để lại sự nghiệp thì thấy người đó làm lớn. Sau đó thấy những người thành công, phát triển thành công, đạt được mong muốn cuộc sống của họ. Nhưng mà thành công cũng thôi, nhưng mà còn cái nữa là hạnh phúc. Rồi sau đó những người hạnh phúc thì lại thấy những người giúp người khác hạnh phúc thì người đó còn húng nữa. Và những người giúp nhiều người đạt được giá trị cuộc sống thì người đó là cấp bậc, mức độ phát triển cao nữa. Nên trong kinh doanh làm ăn các anh chị thấy gì nè, ai đó giúp người ta có công việc là mình mừng chưa cả nhà? Các anh chị thấy trong xã hội giúp người ta có công việc là mình thấy khủng khiếp không? Các anh chị giúp người ta có công việc là thấy ngon lắm mày, xã hội đánh giá cao. Nhưng giúp người kinh doanh thì các anh chị thấy sao? Nếu các anh chị giúp được người kinh doanh thì cái mức độ các anh chị nó khác. Ồ, giúp người xây dựng sự nghiệp thì sao? Mà các anh chị giúp người thành công thì sao? Ồ, giúp người hạnh phúc. Mà giúp người đi giúp người hạnh phúc, rồi sau đó giúp người đi giúp người hạnh phúc, thì các anh chị thấy khủng không? Có nghĩa là giúp người hạnh phúc là đã ngon rồi, mà giúp người đi giúp người hạnh phúc. Anh chị nắm ý này không? Anh chị thấy chưa? Vậy thì nhưng mà mức độ phát triển của xã hội là anh vậy, nhưng mà trạng thái sống của con người nó còn bên trong á, trạng thái sống là cái bên trong, nó còn quyết định rất lớn đến đến cảnh giới cuộc sống của người đó. Đó là trạng thái sống đầu tiên á, là trạng thái ổn định. Đây là một cái trạng thái rất quan trọng. Vậy thì tương ứng với mức độ phát triển là công việc, thì có phải người ta đi làm công việc để kỳ vọng cuộc sống ổn định hơn cả nhà? Cả nhà, các anh chị thấy cuộc sống ổn định, thì kỳ vọng làm sao để có cuộc sống ổn định? Toàn xin các anh chị toàn xử lý cái này 1 phút ha, 1 phút 2 phút cái các anh chị.
Ok các anh chị, dạ biết ơn các anh chị. Biết ơn các anh chị. Dạ. Rồi, đối với trạng thái sống của con người, đầu tiên là sinh tồn các anh chị, sinh tồn. Quên, cái này là sinh tồn nè. Trạng thái đầu tiên là sinh tồn. Trạng thái sống đầu tiên nhất á, là chúng ta đi làm việc đồ để có được cái sự sinh tồn. Nhưng mà đâu đó có một số người làm công việc á thì họ lại phát triển thêm, đó là công việc, nhưng mà họ có trạng thái lại ổn định nên người ta định hướng rất cao đến cái sự ổn định. Cái sau đó thì sao ạ? Hướng đến cái sự phát triển. Rồi hướng đến thành công. Hướng đến hạnh phúc. Và hướng đến tự do. Và trạng thái sống cao nhất đó là trạng thái phụng sự. Sinh tồn, ổn định, phát triển, thành công, hạnh phúc, tự do và phụng sự. Thì mức độ phát triển của nghề nghiệp của một con người, nó là bề nổi bên ngoài, là những vật chất chúng ta nhìn thấy, nhưng mà trạng thái sống nó mới quyết định ẩn chứa bên trong. Nên có những người có thể đạt đến cảnh giới của sự nghiệp, thì nếu tương ứng với này thì đạt đến cảnh giới của sự nghiệp thì phải nằm ở mức nào các anh chị, ở trạng thái sống? Nếu đạt tới cảnh giới của sự nghiệp là trạng thái sống phải sao? Phải phát triển. Nhưng có những người làm công việc thôi nhưng cũng có khả năng đạt đến trạng thái sống phát triển không ạ? Có. Có khả năng. Nhưng mà tương ứng với sự nghiệp phải là sự phát triển. Còn nếu ai đó đang làm, nói làm sự nghiệp nhưng mà nó mới ổn định nè, nó còn đang sinh tồn à, thì cái đó chưa gọi là sự nghiệp. Được không? Nên có những người làm sự nghiệp nhưng mà bước đầu tiên có sự thành, có được cái sự phát triển, nhưng mà qua thời gian sau đó thì nó quay trở ngược lại, trạng thái nó không còn ổn định nữa, thì có khả năng là sự nghiệp đã bị đẩy lùi đi. Trạng thái, mức độ phát triển thì làm sự nghiệp nhưng mà trạng thái sống thì không đạt. Nên là gì? Nó phải tương ứng với trạng thái sống. Nếu mà đã tới trạng thái hạnh phúc, đấy cảnh như trạng thái, cái mức độ của sự phát triển của sự nghiệp là ở thành công hạnh phúc, thì phải nằm ở cái thành công hạnh phúc. Còn nếu giá trị cuộc sống thì đã giúp người hạnh phúc rồi, thì trạng thái này là trạng thái của sự tự do. Còn trạng thái của đạt tới văn hóa, đó là trạng thái của phụng sự. Và toàn có một ước ao rất là lớn, đó là một ngày nào đẹp trời, các lớp doanh nhân á, các doanh doanh chủ WIT á, sẽ được những con người phụng sự vào đó. Hiện nay thì toàn chỉ gọi là họ cống hiến gánh vác thôi, nhưng mà bản chất của sự phụng sự là đạt tới một cái trạng thái sống cao rồi, mà người ta giống như người ta võ công thượng thừa rồi, nhưng người ta vô chùa người ta quét lá đa gì đó. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Là những con người tỷ phú của đô la, sau đó mới buông hết mọi cái trong nội tâm của mình là ai, sau đó vào cần mẫn lo từng miếng ăn, lo từng cái quá trình học tập cho những con người khởi nghiệp đầu tiên của dân chủ. Anh chị hiểu ý này không ạ? Thì 20-30 người như vậy
vào trong dân chủ để phụng sự, thì các anh chị nghĩ cái chất lượng và các thầy cô bước vào đó hầu như đạt được cái đỉnh của thành công trong quá trình thành công và hạnh phúc hết rồi, trạng thái cao hết rồi, sau đó vô đó phụng sự lại cho cái sự phát triển của lớp học của thế hệ sau. Và một ngày đẹp trời, toàn kỳ vọng đội ngũ phụng sự của toàn á, cho cái thế hệ trẻ, các bạn nhỏ là những con người đã trải qua hết những cái này, trạng thái sống này và mức độ phát triển của họ từ giá trị tới văn hóa hết, sau đó trạng thái tự do phụng sự đồng hành, cái cùng với toàn đồng hành có khoảng 12 năm nữa, cùng với toàn đồng hành làm cho trẻ em. Mười hai năm nữa làm cho giới trẻ. Dạ. Nhưng mà phải đạt tới trạng thái thấp nhất cũng phải là hạnh phúc thì chúng ta mới bắt đầu làm cho trẻ được. Và toàn cho đội ngũ cống hiến gánh vác và đội ngũ phụng sự đó, nó sẽ như thế này. Giống như vừa rồi chương trình hè trưởng thành của các con ở trong cộng đồng, thì chúng ta hỗ trợ cho các con là đội ngũ hậu master vào đó về nội tâm để chứa đựng các con, sự trưởng thành của các con vào đó, master hậu master tham gia vào phụng sự. Về các lớp học cho các con, nên là toàn toàn thích cái sau này chúng ta có một đội ngũ phụng sự thật sự. Còn cái từ phụng sự hiện tại ở xã hội người ta đang dùng thì chưa đủ trình độ đó, không có miếng ăn, cái đi vô một hỗ trợ thì chúng ta được gọi là gánh vác công việc của tổ chức chứ không gọi là phụng sự. Phụng sự là phải đạt tới cái trình độ đó, là bạn đạt tới cái ngưỡng thượng thừa rồi, được hết đạt rồi, từ tự do hạnh phúc có hết mọi cái rồi, sau đó mới quay trở ngược lại như một con người bình thường nhất, cần mẫn hỗ trợ cho thế hệ đi sau, nâng đỡ thế hệ đi sau, hỗ trợ cho thế hệ đi sau. Thì vài bữa toàn sẽ xây dựng được đội ngũ phụng sự đó. Một ngày nào đẹp trời, chương trình dân chủ WIT hầu như đội ngũ phụng sự là tất cả đều là tỷ phú đô la trở lên. Toàn sẽ lập đội đó 500 anh em, 1.000 anh em như vậy để vô hỗ trợ cho cái đội ngũ của khởi nghiệp vô đó, học tập gì đó, vui chơi giải trí rồi khởi nghiệp gì thôi, nói đi lên ý tưởng nào, thì toàn thích cái đó. Và đội ngũ phụng sự cho trẻ em trong tương lai là trình độ hậu master, master trở lên, đã giàu toàn diện hết rồi, tất cả hết để phụng sự, được không ạ? À, các anh chị ngày đó chúng ta nghĩ hình dung được không cả nhà? Ngày đó các anh chị học vô kinh doanh mà có 20 người phụng sự các nhóm, nhóm 10 người gì đó, mà tất cả phụng sự đều là tỷ phú đô la hết rồi, mà các anh chị vô học kinh doanh, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp hàng tỷ đô la, tài sản là nằm ở chuyện đa triệu phú rồi trở lên với tỷ phú hết rồi, thì các anh chị nghĩ sao? Nếu được gì các anh chị thấy sao? Cho toàn 12 năm toàn sẽ làm điều đó cho các anh chị, 7 năm nữa là chúng ta sẽ làm cũng được một số cái. Còn cách nào toàn cũng thương lượng với các tỷ phú đó, toàn cho người cấy dựng công ty, cho họ thay thế người, cho đội ngũ phụng sự đó vô làm, được không ạ? Và các chương trình sau này cho trẻ em á, thì mức độ phát triển của con người nằm ở hạnh phúc trở lên hết, thì bắt đầu làm. Thì đó là cái mà chúng ta có thể làm được cái này. Rồi, vậy thì làm sao để có được mức độ phát triển tốt đây? Anh chị chỉ nhớ công thức đơn giản. Đầu tiên là chúng ta bám trụ một công cụ tạo lập giá trị. Công cụ nào cũng được,
Nếu các anh chị làm công cụ nào cộng thêm công cụ chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm nữa thì toàn chúc mừng các anh chị. Lại 1 cộng 1 thì công cụ toàn lập giá trị. Sau đó chúng ta làm với tư cách của một người làm chủ. Các anh chị nâng cao được cái năng lực quảng bá lên, phát triển lên thì chúng ta có con người ủng hộ phát triển, chúng ta theo đuổi sự trưởng thành rồi giữ sức khỏe tốt và gia đình hòa hợp để sau đó giúp người hạnh phúc rồi truyền ra nữa là xong, đó là nâng cao cảnh giới cuộc sống. Làm như thế nào thì nó đơn giản thôi, đó là chúng ta theo đuổi sự trưởng thành. Thì hôm trước học trưởng thành rồi, bây giờ làm bám trụ công cụ tạo lập giá trị, làm với tư cách của một người làm chủ, sau đó quảng bá cái công cụ tạo lập giá trị đó đi ra xã hội thì có lợi nhuận, có tài chính, sau đó theo đuổi sự trưởng thành, giữ sức khỏe tốt, gia đình hòa hợp, sau đó thuận duyên thì giúp người hạnh phúc, là giúp người ta là đi giúp người ta bám trụ công cụ tạo lập giá trị, giúp người ta làm chủ, giúp người ta quảng bá cái công cụ tạo lập giá trị đưa ra xã hội, giúp người ta trưởng thành, giúp người ta giữ sức khỏe tốt, giúp người ta có gia đình hòa hợp thì người ta đã hạnh phúc rồi. Sau đó mình mới tổng kết lại hết tất cả những gì mình làm truyền giao cho người khác, là coi như các anh chị làm xong cảnh giới cuộc sống. Và toàn đang làm này, toàn đang chuyển giao này cho xã hội. Và trạng thái mức độ phát triển và trạng thái sống nó được gọi là cảnh giới cuộc sống. Vậy thì tranh thủ chúng ta bám trụ công cụ tạo lập giá trị nào đó. Nếu các anh chị đang có công cụ nào chưa có tối ưu, các anh chị học thêm một cái môn tư vấn huấn luyện nội tâm vô cho toàn. Đường nào cũng tối ưu hóa được cái công cụ tạo lập giá trị đó. Ha. Vậy thôi. Bữa nay học toàn nghĩ chắc chúng ta nghĩ là chúng ta chia tay nhau được rồi đó. Nó rất là đơn giản vậy đó. Hôm nay hiểu nhận thức về tài chính chút, sau đó cảnh giới cuộc sống, từ giờ trở đi có một khái niệm được gọi là cảnh giới cuộc sống, nó được định nghĩa là mức độ phát triển và trạng thái sống của một người được gọi là cảnh giới cuộc sống. Chúng ta thuộc nè, mức độ phát triển và trạng thái sống. Vậy thì các anh chị coi cái trạng thái sống của con người, người ta thành công hay hạnh phúc hay tự do hay là mức độ phụng sự rồi đó. Rồi mức độ phát triển trong đó anh ta đang làm ở sự nghiệp hay ở đâu thì chúng ta dựa vào đó mà phấn đấu. Vậy thì chỉ cần đơn giản thôi, các anh chị bám trụ một công cụ tạo lập giá trị, làm với tư cách của một người làm chủ, quảng bá công cụ tạo lập giá trị đó ra ngoài xã hội, sau đó theo đuổi sự trưởng thành trong quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn, giữ sức khỏe tốt và gia đình hòa hợp, thuận duyên giúp người trở lại từ đầu, cái này thì là giúp người hạnh phúc. Sau đó thì sao ạ? Tổng kết được 15 cái khái niệm nguồn, quy luật, nguyên lý, chìa khóa nè, công thức, phương pháp, nguyên tắc, quan niệm chuẩn, tâm thái đúng, năng lực phù hợp kiểu như sao, đã hệ quy chiếu khái niệm nguồn có lợi và mật mã như sao, công cụ phương tiện, công cụ phương tiện đó hỗ trợ thì có gì, công cụ phương tiện rồi nghi thức nghi lễ môi trường thì tạo ra được cho người ta truyền ra cho người ta. Dạ nên rất là biết ơn các anh chị cũng như biết ơn các thầy cô đã hỗ trợ đồng hành cùng toàn trong cái 31 này. Cả bơ 31 này đặc biệt lắm đó, ba lộ trình trong một. Có phải các anh chị được nhận được giá trị nhiều từ đó không, từ cái 31 này, nên chúc mừng các anh chị cũng như tri ân các anh chị. Dạ rồi thôi, chúng ta chia tay nhau. Toàn có một lớp học quảng bá, mấy anh chị đang nói chuyện thì toàn hẹn 10:30 sẽ lên lớp học để hỗ trợ cho lớp học. Nên có anh Hải giơ tay chắc dịp khác giao lưu với anh Hải. Anh Trần Đông Hải nè, toàn mở mic cho các anh chị rồi đó. Dạ.
Chào thầy trò, biết ơn thầy trò. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Thầy trò. Cảm ơn lắm mà. Biết ơn cả nhà. Thầy biết ơn thầy. Biết ơn thầy. Cả nhà chia sẻ. Biết ơn thầy. Biết ơn cả nhà. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Khác sao luôn nghe nãy rồi. Biết ơn thầy. Hả? Biết ơn thầy. Biết ơn thầy.